chương 1480, dừng lại, sinh phong 3. Vừa vặn, thiên phượng thần nữ cùng Ninh Bình lại ở thời gian này đột phá, để đoàn người lăng hàn chỉ có thể dừng lại chờ hai người, phân biệt đi tới một chỗ không người, sau đó thả ra tu vi hạn chế, đưa tới thiên kiếp gia thân. Những người còn lại thì tìm trà lâu ngồi xuống, độ thiên kiếp cần nửa ngày, lại thêm tới tới lui lui, điều chỉnh thời gian, gần như một ngày là phải, bởi vậy, ngồi một chút đi. Huống hồ, trong tửu lâu cũng là địa phương tìm hiểu tin tức tốt, Lăng Hàn rời đi thật nhiều năm, lại thêm nơi này rõ ràng không bình thường, cũng không trở ngại nghe một chút. Quả nhiên, nhiều người miệng tạp, rất nhanh Lăng Hàn liền biết được nơi này tại sao lại náo nhiệt như vậy. Bởi vì nơi này có một bảo vật xuất thế, cụ thể là cái gì còn không biết, gần mấy tháng qua, lòng đất có hào quang trùng thiên, nhưng cụ thể ở nơi nào còn không rõ ràng lắm, bởi vậy, cao thủ nhận được tin tức lao tới càng ngày càng nhiều. Sư phụ, có phải chúng ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt không? Giang Dược Phong nói, trên mặt tất cả là vẻ hưng phấn. Hắn chính là cái tao bao, dù đã thành hôn, sinh con gái, nhưng 10.000 năm qua vẫn không thay đổi chút nào. Mấy người Trần Thủy Tính cũng dục ra dục dịch, bọn họ ở Vân Đính Tinh chỉ có thể xưng là cao thủ, nhưng ở đây có tư cách xưng là cường giả, để lòng tự tin của bọn họ tăng vọt, rất muốn khoe một hồi. Lang Hàn suy nghĩ một chút nói, trái phải cũng vô sự, đi đi, nhưng một ngày sau nhất định phải trở về. Vâng, sư phụ. Bốn người trần thủy tính còn kéo cửu yêu theo, tiểu sư đệ này tu vi tinh tiến đáng sợ, cách cực cảnh đỉnh cao chỉ kém một đường, miễn cưỡng có thể nói là cường giả nhật nguyệt cảnh. Mấy người tàn dạ, nguyên thừa hòa cũng theo, ngược lại là mở mang kiến thức một chút. Sư tổ, ta cùng con thỏ, lão nhân sâm đi chơi đây. Tính cách của giang xảo linh giống cha nàng, yên tịnh là từ rất xa vời. Đi đi, lang hàn phất tay một cái, có vẻ không để ý chút nào. Lang hàn thì cùng hai vị huynh trưởng thưởng thức trà thảo luận võ đạo, nỗ lực giúp bọn họ đột nhiên thông suốt, đột nhiên cảm ngộ, lĩnh ngộ được huyền bí của cực cảnh. Nhưng thiên tài tứ tinh cũng rất khó ra, huống chi là cực cảnh. Trong lòng Lăng Hàn thở dài, thiên phú thật rất trọng yếu, cảnh giới càng cao liền càng rõ ràng. Chiếu như thế nói, cổ đạo nhất thật không thể xem thường, hắn lấy chín thế thân tu ra 10 đời đạo quả, thần dược đại thánh cấp hòa vào thể phách đúc lại, cái này sẽ xúc tích ra thể chất kinh người cỡ nào? Lúc này mới để ta phát lên đấu trí, bằng không một mực quét ngang cùng cấp lại có ý gì. Nhân sinh không có mấy đối thủ, thật là cô quạnh Lăng Hàn thầm nói, hắn cũng không kém A, à, bất diệt thiên kinh chính là lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của hắn. Hơn nữa hắn ở trên thiên uy nắm giữ càng ngày càng thuần thục, lại thêm tiên ma kiếm, thực sự là rất khó tin tưởng trong cùng cấp còn có người có thể ngang hàng. Hơn nửa ngày sau, Giang xảo linh lại cùng con thỏ, lão nhân sâm trở về. Lăng Hàn rất kinh ngạc ba người này lại sớm trở về như thế cái này không hợp với lẽ thường ánh mắt của hắn đảo qua nhưng đám người giang xảo linh trốn trốn tránh tránh không dám cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau lăng hàn lập tức biết không đúng nói sao vậy gặp rắc rối hi hi giang xảo linh cũng không ý kỵ vị tổ sư gia lăng hàn này chủ yếu là lăng hàn quá trẻ thậm chí so với nàng còn muốn trẻ tuổi nhưng nàng càng không dám làm càn ở trong mắt của nàng lăng hàn càng nhiều chính là uy nghiêm như huynh trưởng tiểu hàn tử lần này không trách xảo xảo, có tên khốn kiếp lại muốn bất lịch sự xảo xảo, xâm ra cùng thỏ ca đương nhiên nổi giận, một người một cước, phân biệt đá bạo một quả trứng của tên ngu xuẩn này. Lão nhân xâm lẫm lẫm liệt liệt nói, ha ha, tên khốn kiếp này ít đi hai viên, không phải thành vương lục đản sao. Con thỏ cười to, lăng hàn từ trước đến giờ bao che khuyết điểm, liền gật gật đầu nói. Đã như vậy, vậy đương nhiên sẽ không trách các ngươi, làm tốt lắm, chúng ta không bắt nạt người, nhưng cũng không thể để cho người bắt nạt ha ha, khẩu khí của các hạ thật lớn. Một tiếng cười gần từ cửa trà lâu truyền đến, ô, thanh âm này thật quen thuộc, có người kinh ngạc thốt lên, phí lời, đây là vương gia thất hổ, cái gì, vương truyền tiền, chạy mau, vương thất hổ vừa đến, tất nhiên máu chảy thành sông. Trong nháy mắt, khách nhân trong tử lâu nhất thời chạy sạch sành xanh. Đám người lăng hàn ở lầu một, bởi vậy chỉ cần nhìn ra cửa liền có thể thấy đến chính là ai. Đó là một nam tử vóc người dũng mãnh, trên người khoác một khối da hổ hoàn chỉnh, có thể nhìn thấy hổ đầu trông rất sống động chụp ở trên trán tỏa ra khí thế dữ tớn. Đánh người của vương gia ta, chẳng lẽ còn muốn phủi mông một cái rời đi? Vương truyền tiền lạnh lùng nói, vương gia cũng không phải người của chấn này, mà đến từ một thành lớn. Vương gia lão tổ vương hạo, năm nay hơn 2 triệu tuổi, liền tu đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, ở trụ thiên hoàng triều, cái này đã là thế lực nhất lưu, tinh thần cảnh đương nhiên là thế lực đỉnh cấp. Nói như vậy, thực lực càng cao thì dòng dõi càng ít, đây là tinh hoa bản thân ngưng luyện, lại thêm tu đạo vốn là nghịch thiên, sẽ gặp thiên địa phản phệ, bởi vậy lưu lại đời sau độ khó rất cao. Rất nhiều người ngàn vạn năm cũng khó có đời sau sinh ra, cái này không ngạc nhiên một chút nào, nhưng vương gia lão tổ không hề bị quấy nhiễu ở phương diện này, hắn tổng cộng sinh ra 11 nhi tử, hơn nữa mỗi nhi tử rất biết sinh con. 11 nhi tử này thiên phú võ đạo rất bất phàm, có 9 người bước vào nhật nguyệt cảnh, hai nhi tử xếp hạng ở cuối cùng cũng chỉ kém một đường, được gọi là vương gia thập nhất hổ. Lần này vương gia thập nhất hổ toàn bộ điều động, chạy tới nơi này tranh cướp bảo vật, có điều bởi vì bảo vật vẫn không có xuất thế, bởi vậy chỉ có hổ ngũ chạy đi cắm điểm, những người còn lại thì ở trong trấn nghỉ ngơi dưỡng sức. Hổ thập điều động, còn mang theo rất nhiều tiểu bối, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút, đùa giỡn giang xảo linh, còn bị đá bạo chứng chính là cháu trai ruột của vương truyền tiền. Cháu trai vỡ trứng, vương truyền tiền sao có thể nhịn, liền lập tức giết tới. Hắn cũng không phải người lỗ máng, nhưng khí thức của Lăng Hàn không hiện ra, như người thường, nhưng người đứng bên cạnh hắn Tu Vi vừa nhìn tức biết, sơn hà cảnh mà thôi. Như vậy, những người này xen lẫn cùng một chỗ, hiển nhiên cũng là sơn hà cảnh. chương 1481, Vương Gia Thập Nhất Hổ Tiểu nhân vật, Sơn Hà Cảnh cũng dám trêu chọc vương ra bọn hắn. Lăng Hàn nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, vương truyền tiền chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, liền để hắn hứng thú ra tay cũng không có. Hắn phất phất tay nói, quản thật tốt tiểu bối của mình, bằng không sẽ không có tiện nghi như thế. Vương truyền tiền không khỏi nổi giận, người cũng quá kiêu ngạo đi. Hắn uy nghiêm đáng sợ đảo qua đoàn người của Lăng Hàn nói. Hừ, các ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, vậy ta liền tiêu diệt toàn bộ các ngươi, cô gái này. Làm tỳ nữ cho cháu trai ta, hắn chỉ vào giang xảo linh, cũng bởi vì tiện nhân này. Thực sự là không biết phân biệt, được tôn tử của mình coi trọng, kia là phúc phận của ngươi, lại dám không cảm kích, còn tổn thương người hắn trắng trợn không kiêng rè lập tức giết tới dưới cái nhìn của hắn đây chỉ là một đám sơn hạc cảnh hắn vừa ra tay liền có thể giết chết toàn bộ lăng hàn thở dài nói ra tay với ngươi sẽ bị người nói lấy lớn ép nhỏ a nhưng thời điểm nên xuất thủ hắn sẽ không do dự chút nào một chỉ điểm ra phốc vương truyền tiền lập tức bị đánh nổ hóa thành một chùm mưa máu hắn lại vung tay lên mưa máu bị thiêu đốt hầu như không còn hóa thành tinh khí trở về thiên địa phảng phất người này chưa từng tồn tại sư tổ uy vũ, giang xảo linh vội vã nịnh nọt tâm bốc, đó là sâm ra dạy tốt, lão nhân sâm nhảy đến trên vai lăng hàn, nói khoác không biết ngược. Đã lâu không có ăn canh nhâm sâm, lăng hàn cố ý nói, lão nhân sâm biết lăng hàn đang nói đùa, nhưng vẫn sợ đến sợi dễ cả người dựng thẳng lên, vội vã chạy đến trên vai của giang xảo linh, không dám ở cùng với đại ma vương lăng hàn. Hắn, còn có cô nàng ở tiên vực kia, đều là kẻ tham ăn siêu cấp, không có gì không dám hạ khẩu. Vương gia hổ thất bị giết, đây chính là đại sự, nhất thời gây nên náo động lớn ở trong trấn. Sư phụ, chúng ta lấy được bảo vật kia rồi. Một lát sau, Trần Thủy Tĩnh trở về, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ bằng hắc mộc, thật giống như gậy đẩy than, có thật nhiều lỗ hổng, nhìn không ra nơi nào như là bảo vật. Các ngươi lấy được đồ chơi này, da mặt của lang Hàn không khỏi hơi co giật. Sư phụ, đừng xem vật này bề ngoài xấu xí, nhưng chúng ta người nào cũng không thể bẻ gãy nó. Cửu yêu nói, lang Hàn kinh ngạc, cách không một chảo, chuôi kiếm gỗ liền bị hắn thu lại, hắn tiện tay chém, đùng, một cái bản nhất thời bị chấn nát tan. Có điều, Lăng Hàn lại nhíu mày, cái này không phải bị kiếm gỗ cắt đứt, mà là hắn dồn vào lực lượng, trực tiếp chấn sụp cái bàn. Chỉ có thể nói, kiếm gỗ này xác thực rất cứng cỏi, chỉ ít có thể chịu đựng được lực lượng của Lăng Hàn. Lăng Hàn thử bẻ gãy kiếm gỗ, nhưng lần này hắn thực sự là kinh ngạc, lấy lực lượng của hắn lại không làm gì được. Chỉ điểm ấy, liền có thể xưng là bảo vật, chỉ ít đủ kiên cố thả bảo kiếm xuống, đại ca, nhị ca, tam ca. Lúc này, hai nhóm nhân mã đồng thời đi tới trà lâu. Ô, lão lục, lão bát, lão cửu, sao các ngươi lại đây, được tin tức sao? Không xong, lão thất bị người giết. Cái gì, cực kỳ vừa vặn, hai nhóm người này đều là vương gia, chỉ là một nhóm tham dự tranh cướp bảo vật. Hiện tại đổi lại, một nhóm khác nhưng là người vương gia lưu thủ, biết được lão thất bị giết chết, liền dốc nhân mã chạy tới báo thù. Trong trà lâu, cũng chỉ có đoàn người lăng hàn, quá dễ phân biệt. Giao bảo kiếm ra, quỳ xuống nhận cái chết, có thể để cho các ngươi chết thoải mái. Vương gia đại hổ uy nghiêm đáng sợ nói, bọn họ hoành hành trăm vạn năm, vẫn là lần đầu có huynh đệ tổn hại, điều này làm cho hắn nổi giận. Hắn đã là nhật nguyệt cảnh đại cực vị, so với lão phụ cũng chỉ hơi kém, có sức lực cắt ngang. Cái đồ vật gì, dám nói chuyện với sư phụ ta như vậy. Trần Thủy Tĩnh đứng dậy, vương gia chưa hổ không khỏi kinh ngạc, bởi vì khí thức của Lăng Hàn nội liếm, nhìn qua rất bình thường, sao sẽ có một đệ tử cấp bậc nhật nguyệt cảnh. Nhưng vậy thì như thế nào, ai động người của vương gia, chỉ có chết. Đúng lúc này, càng nhiều người chạy tới, là người lúc trước tham dự đoạt bảo thất bại, biết được đoàn người Trần Thủy Tĩnh mang theo bảo vật tới đây, tự nhiên cũng đổi lại. Giao bảo vật ra, chỉ ít mấy trăm người quát, hơn nữa người chạy tới là càng ngày càng nhiều. Cầm bảo vật xong không mau mau trốn đi, lại còn lấm lấm liệt liệt ngồi xuống uống trà, đây là gân nào đáp sai rồi. Muốn bảo vật, vậy liền phóng ngựa lại đây, tiểu ra bồi các ngươi vui đùa một chút. Giang Dược Phong vô cùng tao bao nói, còn mở quạt giấy, vô cùng tiêu sái, chẳng trách năm đó bị hắn mê đảo một đám người. Giết, tất cả mọi người không trần chờ Tùy đại bộ phận người trong bọn họ ngay cả bảo vật là cái gì cũng không biết, nhưng hai chữ bảo vật cũng đủ để cho bọn họ đi liều mạng. Các đệ tử cũng xông ra ngoài, có việc tự nhiên là đệ tử ra sức. Lăng Hàn cũng không ra tay, lấy thực lực bây giờ của hắn, có thể trong nháy mắt hạn chế những người này, vừa vặn để mấy đồ đệ rèn luyện một chút. Dừng tay, một thanh âm vang lên, mang theo khí phách vô thượng. Cái này như sấm sét giữa trời quang, nhất thời làm tất cả mọi người kinh sợ, dồn dập ngừng tay, ngay cả năm người Trần Thủy Tính cũng lộ ra vẻ dẫy giụa, có ý chống cự mệnh lệnh như vậy, rồi lại thân bất do kỳ. Đây là một vị tinh thần cảnh, bằng không tuyệt không có uy thế như vậy. Một bóng người xuất hiện, ánh mắt chăm chú vào kiếm gỗ trong tay Lăng Hàn nói. Các hạ, có thể bỏ đi yêu thích hay không? Lời vừa nói ra, bao quát phương gia thập hổ ở bên trong, mỗi người chấn kinh đến há to miệng. Đây chính là một vị tinh thần cảnh, lại khách khí như thế. Lăng Hàn cười nhạt nói, ngươi lấy cái gì để đổi? Người kia hơi trần chờ nhân tiện nói, một ước chân nguyên thạch, mọi người suýt chút nữa té xỉu, một ước chân nguyên thạch, đây là của cải kinh người. Cấp độ võ đạo của hợp ninh tinh không bằng vân đính tinh, nguyên nhân không chỉ công pháp, còn có thiên địa hoàn cảnh. Nơi này, sản lượng chân nguyên thạch ít hơn nhiều lắm. Bởi vậy, ở Vân Đính Tinh một ước chân nguyên thạch thuộc về cự phú, như vậy ở đây chính là siêu cấp cự phú. Tất cả mọi người ngây người, cũng chỉ có cường giả tinh thần cảnh mới bạo tay như vậy, mở miệng chính là một ước chân nguyên thạch. Lẽ nào người trẻ tuổi kia thật rất mạnh, bằng không hà tất lấy chân nguyên thạch trao đổi, trực tiếp cướp xuống không phải được sao? Chương 1482, lôi động, ở giới võ đạo, thực lực nghiền ép không gọi cướp, mà là chuyện đương nhiên. Người không có thực lực, vậy liền không xứng nắm giữ bảo vật. Vị này chính là phiêu tiên kiếm lôi động lôi đại nhân A. Hưng, chính là vị này. Không nghĩ tới lôi đại nhân cũng sẽ bị món bảo vật này kinh động, T, bất phàm A. Hẳn là vừa vặn đi ngang qua, bằng không há có thể bị tiểu nhân kia vật đắc thủ. Cũng vậy, mọi người xì xào bàn tán, gọi ra thân phận của tên tinh thần cảnh này. Không đủ, lang Hàn lắc đầu, Tuy hắn không biết tác dụng của thanh kiếm này, nhưng tuyệt đối không chỉ một ức chân nguyên thạch. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, một ức chân nguyên thạch còn không đủ, khẩu vị của ngươi cũng lớn quá rồi đó. Lôi động cũng lộ ra vẻ không vui, ở hợp ninh tinh một ức chân nguyên thạch tuyệt đối là con số trên trời, cũng gần như là toàn bộ tích chữ của hắn, nếu không phải xem lăng hàn cũng là tinh thần cảnh trung cực vị, hắn tuyệt đối sẽ không ra giá, mà trực tiếp đưa tay cướp giật. Có điều, chính bởi vì lăng hàn tương đồng cảnh giới của hắn, hắn cũng không muốn dễ dàng gây hiểm khích, đạt đến độ cao như bọn họ tự nhiên không thể dễ dàng khai chiến với cường giả cùng cảnh giới, quan hệ này quá to lớn. Hắn trầm ngâm một hồi nói, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào, đến từ phương nào. Hợp ninh tinh chỉ có mấy cường giả tinh thần cảnh, mặc dù có chút người ẩn cư, không hiện thế, nhưng này hẳn là lão quái vật tu đạo vô số vạn năm, đâu thể nào trẻ tuổi như vậy. Sinh mệnh tinh khí trùng thiên, đây tuyệt đối là một vị vương giả trẻ tuổi không đủ 500 tuổi. Điều này làm cho hắn kiêng kỵ, có thể ở trước 500 tuổi bước vào tinh thần cảnh, cái này thật đáng sợ, nói không chắc có đại năng lực không cách nào tưởng tượng. Lăng Hàn mỉm cười nói, hỏi người khác trước, không nên trước tiên tự giới thiệu sao. Thật can đảm, vương gia thập hổ cũng ngơ ngác, chẳng trách Lăng Hàn dám giết người vương gia bọn hắn, miệng nó, người ta ngay cả cường giả tinh thần cảnh cũng dám không nhìn. Lôi động không hề có vẻ giận dữ, hắn biết tu vi của Lăng Hàn, đương nhiên sẽ không sĩ diện. Bản tọa lôi động, Chu thiên Hoàng Triều, hắn cố ý mang theo bốn chữ trụ thiên Hoàng Triều, chính là cho rằng Lăng Hàn không thể là người của Hoàng Triều này, bằng không trong Hoàng Triều ra một tinh thần cảnh trẻ tuổi như thế, hắn nhất định sẽ có nghe thấy. Lăng Hàn mỉm cười, Lăng Hàn, Đại Lăng Triều, Đại Lăng Triều, lôi động lộ ra vẻ mờ mịt, đây là địa phương nào? Ô, Đại Lăng Triều, ta biết rồi, có người đột nhiên vỗ đùi, đây là một tiểu quốc phụ thuộc của loạn tinh Hoàng Triều, hẳn là hai mươi mấy năm trước khai thiên tới. Phốc, lôi động nhất thời thất thố mà phun ra ngoài, đùa gì thế? Hai mươi mấy năm trước khai thiên đến, đây chẳng phải là nói lang hàn ở trong chút thời gian này từ phá hư cảnh đi tới tinh thần cảnh? lừa gạt quỷ a, à, các hạ là người của loạn tinh hoàng triều, lôi động trầm giọng nói, hắn tự cho là như thế. lang hàn nhún vai một cái nói, ngươi cho rằng như thế cũng có thể. sau này nếu hoàng đại nhân khẳng định là người của hắn, bởi vậy nói hắn là người của loạn tinh hoàng triều cũng không quá đáng. các hạ, ngươi quá đáng lôi động một bộ quả nhiên như thế, người của loạn tinh Hoàng Triều lại dám chạy tới nơi này, vậy cũng thôi, còn dám cướp đoạt bảo vật của trụ thiên Hoàng Triều, còn để cường giả của trụ thiên Hoàng Triều vào mắt sao? Thật sao, Lăng Hàn cười nhạt, cực kỳ tùy ý, lôi động cuối cùng lộ ra chiến ý, đầu tiên, đây là cường giả địch quốc, hiện tại xông tới nơi này, về tình về lý, nếu bị hắn gặp phải, coi như không có bảo vật, hắn cũng phải ra tay trấn áp, bằng không sẽ mất quốc thể. Thứ hai, lại thêm nhân tố bảo vật, vậy thì càng có lý do ra tay. Thứ ba, nếu Lăng Hàn là người của loạn tinh Hoàng Triều, vậy ở đây liền không thể vận dụng quốc thế, nhưng hắn có thể, có thể vì hắn tăng lên một tinh sức chiến đấu. Cường giả như bọn họ, có thể kém một tinh đến sức chiến đấu sao? Bởi vậy, hắn tự tin tăng vọt, quyết định ra tay. Các hạ, nếu dám đến chiều ta, vậy tự gánh lấy hậu quả. Hắn hung hãn ra tay, phía sau hiện ra hai viên tinh thần, to nhỏ giống nhau. Điều này nói rõ, hắn đạt đến tinh thần cảnh trung cực vị đỉnh cao. Oanh, tay hắn hóa thành một ma chảo màu đen, nghiền ép về phía lăng hàn, dư lực đảo qua, đủ để đánh giết tất cả đám người trần thủy tính. Đây chính là tinh thần cảnh, nắm giữ thực lực nghiền ép tuyệt đối. Lăng hàn điểm ra một chỉ, nhẹ như mây gió. Phốc, ma chảo lập tức đổ nát, nguyên lực hóa thành cuồng chiều phun trào, phá hủy đỉnh chóp trà lâu, dư kình không ngừng, oanh oanh oanh, toàn bộ thôn trấn bị san thành bình địa, lúc này mới lắng xuống. Cũng còn tốt, đây chỉ là bị dư âm oanh phá, tuy phá hoại vô số nhà cửa, nhưng sát thương đối với sinh linh không quá mạnh, đạt đến thần cấp liền có thể may mắn thoát khỏi, nhưng dưới thần cấp vẫn là tử thương vô số. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao tinh thần cảnh phải lên trời đánh, lực phá hoại thực là quá đáng sợ. Lôi động không để ý chút nào, ở trong mắt hắn ngay cả nhật nguyệt cảnh cũng như run dế, há có thể lưu ý phàm nhân sinh tử. Hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị, đối phương mạnh mẽ có chút ngoài ý muốn, tùy ý như thế liền hóa giải một đòn của hắn. Mà vương ra thập hổ thì sợ đến xanh mặt, bọn họ không biết lang hàn mạnh như thế nào, nhưng có thể đỡ lấy một đòn của cường giả tinh thần cảnh, điều này nói rõ cái gì. Lang hàn cũng là tinh thần cảnh, bọn họ lại dám trả thù cường giả như vậy, thực sự là ông cụ thắt cổ, sống thiếu kiên nhẫn A. Lôi động rút kiếm, hắn được xưng phiêu tiên kiếm, tự nhiên là lấy kiếm pháp tăng trưởng, một kiếm ra, vạn dặm tung bay, giết người không thấy máu. Lang hàn vẫn ngồi như cũ, hắn ngay cả tinh thần cảnh đại cực vị cũng giết qua lôi động thật không có bị hắn để ở trong lòng. Lên trời cao chiến một trận, lôi động trầm giọng nói, dù sao cũng là giao thủ với cường giả địch triều nếu để cho sinh linh đổ thán, hắn khó tránh khỏi trên lưng bêu danh, dân tâm ruồng bỏ, quốc thế sẽ biến thành độc dược. Tùy tiện ngươi, lang hàn lạnh nhạt nói, hai người cùng bay lên, ở trên cao vạn trượng đối đầu. Hương phiêu vạn lý, nhất kiếm vô ngân, lôi động xuất kiếm, soạt, một kiếm ra, hóa thành vô số ánh kiếm, hóa thành một kiếm trận, thúc đẩy về phía Lăng Hàn. Ánh kiếm này che ngập bầu trời, không chỗ có thể trốn. chương 1483, diệt sát lệnh chữ thiên. Cũng ăn ta một kiếm, Lăng Hàn vùng chỉ làm kiếm, vẽ về phía trước, lôi đình kiếm pháp, kiếm của thiên uy, đơn giản, nhưng mang theo khí phách vô thượng, nghiền ép tất cả. So với lôi động ánh kiếm đầy trời, Lăng Hàn chỉ đánh ra một đạo mà thôi, có vẻ rất đơn bạc. Nhưng dù là một ánh kiếm, nhưng như vương trong kiếm, có khí thế vô địch, ở trước vương giả chi uy dư tử tầm thường số lượng nhiều hơn nữa thì đã làm sao chỉ có bị nghiền ép mà thôi phốc chỉ tay lay động qua chư thiên thất sắc lôi động lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt trước lăng hàn tuy hời hợt hóa giải một đòn của hắn nhưng hắn cũng chỉ có vẻ khá thận trọng bởi vì kia cũng chỉ là một đòn tiện tay của hắn nhưng chiêu kiếm này không giống hắn đã dùng tới tuyệt chiêu nhưng vẫn bị lăng hàn dễ dàng hóa giải vậy thì để trong lòng hắn bắt đầu sóng to gió lớn làm sao có khả năng mạnh như thế? hắn hít một hơi thật sâu, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện đồ đằng của trụ thiên hoàng triều. hắn cuối cùng lấy ra lực lượng quốc thế. Vô đồ đằng mở mắt, chăm chú vào trên người lăng hàn. cái này thật giống như nắm giữ sinh mệnh vậy, cặp mắt kia tỏa ra uy lực đáng sợ, thật giống như chỉ là ánh mắt liền có thể trấn áp tất cả. lăng hàn biết, kia không chỉ là đồ đằng, còn có uy thế của bản thân trụ thiên hoàng. trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, chỉ cần quốc chủ sẵn lòng có thể thông qua đồ đằng kiểm tra bất kỳ một nơi trong quốc cảnh, thậm chí thông qua đồ đằng tiến hành công kích, đương nhiên không đạt tới hiệu quả công kích mạnh nhất. Một vị cường giả tinh thần cảnh muốn lấy ra quốc thế, tự nhiên là chuyện lớn, bởi vậy trụ thiên hoàng lập tức bị kinh động, quang thần thức lại đây, cũng thông qua đồ đằng nhìn thấy lăng hàn. Lăng hàn đứng ngạo nghễ, ngay cả tinh thần cảnh đại viên mãn thì đã làm sao, hiện tại hắn xác thực rất khó đánh thắng được, nhưng đánh không lại hắn không thể đi sao. Chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, giết đại viên mãn cũng như giết gà giết chó. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn đồ đằng, kia có thể nói là một phân thân của trụ thiên hoàng, lúc trước trụ thiên hoàng chiều xâm lấn, chỉ vì đạt được cửu kiếp kiếm, tạo thành vô số giết chóc, điều này cũng làm cho Lăng Hàn sinh sát ý với trụ thiên hoàng. Lôi động lấy ra quốc thế, thực lực nhất thời tăng vọt một đoạn dài. Sức chiến đấu tăng lên một tinh, nhưng mạnh mẽ gấp 10 lần A. Lôi động hét dài một tiếng, lần thứ hai vung kiếm chém ra, một kiếm quang hàn, dọi sáng bầu trời, để Thái Dương cũng thất sắc, e là một phần mười khu vực của trụ thiên hoàng triều cũng có thể nhìn thấy ánh kiếm này. Kiếm động sơn hà, hắn hét lớn, thúc đẩy chiêu kiếm này chém tới lăng hàn, ánh kiếm hóa thành mưa, thiên hạ không có chỗ tránh được. Lăng hàn vẫn chỉ tay như cũ, lôi đình kiếm pháp cắt ra, hắn mới đúng là vương trong kiếm. Oanh 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 oanh, mưa kiếm đầy trời đều bị bốc hơi, nhưng lăng hàn bắn ra một luồng ánh kiếm còn lột bỏ về phía lôi động, uy lực không giảm. Cái gì, lôi động kinh hãi đến biến sắc, làm sao có khả năng mạnh như thế hắn miễn cưỡng lên kiếm chống đỡ nhưng bị ánh kiếm quét chúng cả người lùi về phía sau bị chém bay hơn trăm dặm mới ngừng lại Vù, đúng lúc này đồ đằng ở giữa bầu trời đột nhiên di chuyển một bàn tay lớn từ trong đó giò xét ra tóm tới lăng hàn trụ thiên hoàng ra tay rồi lăng hàn xem thường đấm ra một quyền đón nhận trụ thiên hoàng nếu người tự mình giáng lâm vậy còn có tư cách cùng ta ngang hàng chỉ là một đạo lực lượng đồ đằng cũng muốn bắt ta người cũng mơ mộng quá rồi. Oanh, một quyền nổ xuống, bàn tay lớn bị nổ nát tan, tiếp theo đồ đằng này tan giã. Nhưng đồ đằng giữa bầu trời vốn là hư ảnh, tan giã cũng không có chuyện gì, rất nhanh lại tái hiện. Mặt của trụ thiên hoàng xuyên thấu qua đồ đằng hiện lên, ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ mà nhìn chầm chầm lăng hàn, thật giống như muốn xem rõ ràng lăng hàn, thật lâu sau đó, hắn nói. Chuyên lệnh của chấm, đối với lăng hàn triển khai diệt sát lệnh chữ thiên. Oanh, cái này không chỉ nói với lăng hàn, mà thông qua đồ đằng thông báo toàn bộ trụ thiên hoàng triều. T, thời khắc này, khu vực trụ thiên hoàng triều đầu tiên là yên tĩnh giống như đất chết, ngay sau đó liền oanh tạc. Diệt sát lệnh chữ thiên, ở trong trụ thiên hoàng triều, tổng cộng có 3 loại diệt sát lệnh, phân biệt là thiên, địa, nhân, đối ứng cường giả khác nhau. Như phát động diệt sát lệnh chữ nhân, vậy hết thảy võ giả sơn hà cảnh trong hoàng triều phải động viên, người gặp phải nhất định phải ra tay, bằng không liền bị coi là phản quốc. Diệt sát lệnh chữ địa ra thì cường giả Nhật Nguyệt cảnh phải ra tay, mà diệt sát lệnh chữ Thiên. Là ngay cả tinh thần cảnh cũng phải quên đi tất cả, truy sát người này. Ở trong lịch sử của trụ Thiên hoàng triều, đã có bao nhiêu năm không có phát ra diệt sát lệnh chữ Thiên. Thời khắc này, tên cùng hình ảnh của Lăng Hàn thông qua đồ đăng truyền khắp toàn bộ trụ Thiên hoàng triều, từng cường giả tinh thần cảnh đều thả xuống sự tình trong tay, cho dù là đang bế quan cũng lập tức bỏ dở. Chỉ có lão quái vật tinh thần cảnh đại viên mãn mới có thể không nhìn diệt sát lệnh chữ Thiên địa vị của bọn họ quá siêu nhiên, đạt đến mức độ không nhìn hoàng quyền. Nhưng những người khác sao dám không tuân, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ ít 50 cường giả tinh thần cảnh điều động, cái này cũng gần như là gốc gác của trụ thiên hoàng triều. Ha 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 ha, lôi động cười to, thật không nghĩ tới, bệ hạ sẽ vì ngươi phát động diệt sát lệnh chữ thiên. Lăng hàn, còn không kẹp chặt đuôi chạy trở về loạn tinh hoàng triều. Có điều, kiếm gỗ của ngươi có thể lưu lại cho bản tọa, bằng không, bản tọa sẽ đem hết toàn lực cuốn lấy ngươi, để ngươi bị vây công, mặc ngươi thực lực mạnh đến đâu cũng chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn lắc đầu nói, ngươi ngăn chờ ta, hẳn phải chết. Hơn nữa, ngươi căn bản không có tư cách ngăn chờ ta, ta một chiêu liền có thể giết ngươi. Lôi động giận dữ mà cười, lại còn nói muốn một chiêu giết chết mình. Ngươi là tại sao tự tin? Trước Lăng Hàn biểu hiện ra thực lực xác thực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có mạnh đến trình độ hủy thiên diệt địa. Tốt, bản tọa ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao một chiêu giết ta một cái đầu người phóng lên trời đầu của lôi động ở trên bầu trời bay lượt hắn còn không thể tin được chỉ thấy lăng hàn tay cầm một thanh thần kiếm thân kiếm không dính máu mà thân thể không đầu của hắn đang từ giữa bầu trời ngã xuống chương 1484 để thử xem thật chỉ một chiêu hắn thậm chí không nhìn thấy lăng hàn làm sao xuất kiếm chỉ cảm thấy một áp lực đáng sợ kéo tới phản ứng của hắn liền chậm một nhịp lực bất tòng tâm động tác nên tránh cũng không có triển khai phòng ngự càng không hề có tác dụng Quanh, sát khí hủy diệt nhảy vào thức hải của hắn, Lôi động hoàn toàn mất ý thức, đi hướng tử vong. Lăng Hàn cất bước từ giữa bầu trời hạ xuống, lúc này, thân thể cùng đầu lâu của Lôi động cũng phân biệt rơi trên mặt đất, oanh oanh, cường giả tinh thần cảnh dù bỏ mình cũng nắm giữ uy năng đáng sợ, chấn động đến mặt đất run rẩy dữ dội, phảng phất như địa chấn. Tất cả mọi người kinh hãi đến con người trừng ra, tuy bọn họ không thể lên trời cao, nhưng có thể thấy rõ chiến đấu giữa bầu trời bao quát trụ thiên hoàng dùng đồ đằng nhúng tay cùng phát ra diệt sát lệnh chữ thiên sau đó lăng hàn đột nhiên phát huy một kiếm liền chém lôi động ở hợp ninh tinh tinh thần cảnh chính là vương giả vô thượng không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện sự kiện vương giả chết đi mà hiện tại lại phát sinh ở trước mắt bọn họ liền một kiếm t đây là quái vật gì a à? vương ra thập hồ tập thể dọa tiểu trong quần thật muốn hôn mê lăng hàn ngạo nhiên đứng thẳng nói có ai nghĩ muốn giết ta cứ đến Ta sẽ lại ở chỗ này nửa ngày. Hắn còn muốn chờ thiên phượng thần nữ cùng binh bình, tạm thời không thể rời đi. Ra mặt người của chủ thiên hoàng chiều cũng co giật, không ít người vô cùng phẫn nộ, một cường giả địch quốc chạy đến địa bàn của bọn họ, còn dám diễu võ dương oai như thế. Nhưng cũng có một chút người khâm phục lăng hàn, chủ thiên hoàng đã phát ra diệt sát lệnh chữ thiên, nhưng lăng hàn còn dám lưu lại, rất nghiêu. Một ngày đi qua, thiên phượng thần nữ cùng binh bình trước sau trở về, bọn họ một cái trở thành tinh thần cảnh một cái khác bước vào nhật nguyệt cảnh để lăng hàn thêm một giúp đỡ cường lực đi thôi bọn họ lên đường rời đi rất nhanh thiên phượng thần nữ cùng đinh bình biết tin tức nhóm người mình đang bị truy sát tự nhiên cũng không để ý chút nào trước tiên không nói bọn họ có hai tinh thần cảnh chỉ một người ném một viên phi hỏa đan vậy cũng đủ khiến người ta uống một bình bọn họ thong dong rời đi cũng không có hết sức chạy đi bởi vì có vài người còn chỉ là sơn hà cảnh tốc độ tự nhiên không thể quá nhanh bởi vậy chỉ sau một ngày một tên cường giả tinh thần cảnh đuổi tới. Đây là một tên cường giả tinh thần cảnh tiểu cực vị, hắn thứ nhất đuổi tới cũng không phải tốc độ của hắn nhanh, mà là vừa vặn ở gần đây, bởi vậy liền là người thứ nhất đuổi theo. Nhưng hắn không dám ra tay, không nói đối phương có hai cường giả tinh thần cảnh, một người trong đó vẫn là trung cực vị, mạnh mẽ hơn hắn, lại nào dám ra tay. Đây là sáng suốt, nếu hắn biết tinh thần cảnh trung cực vị đỉnh cao lôi động bị lăng hàn một đòn đánh giết, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng quyết định của mình nửa ngày sau có cường giả tinh thần cảnh mới đến vị này liền mạnh mẽ hơn nhiều là đại cực vị sơ kỳ bởi vậy hắn vừa xuất hiện liền trực tiếp ra tay bàn tay lớn thỏ ra hóa thành một ma trưởng ngập trời lực ép càn khôn đáng tiếc lăng hàn đã giết qua tinh thần cảnh đại cực vị làm sao có khả năng lùi bước hắn vung kiếm mà ra thiên uy phát động thành thạo chém cường giả này ở dưới kiếm hắn liếc nhìn cường giả tinh thần cảnh khác sau đó thân hình hạ xuống cũng không có ra tay tên cường giả tinh thần cảnh kia sợ đến mặt tái rồi kia là tinh thần cảnh đại cực vị a tuy chỉ vừa bước vào tầng thứ này nhưng so với lăng hàn dòng giã cao hơn một cảnh giới nhỏ tranh lệch tứ tinh lại thêm quốc thế còn không phải đối thủ của lăng hàn trái tim của hắn phù 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 đập mạnh cũng còn tốt lăng hàn không có ra tay với hắn bằng không hắn chắc chắn phải chết cắn răng một cái hắn xoay người rời đi yêu nghiệt như vậy căn bản không phải hắn có thể ngang hàng ngược lại hắn đã chạy một chuyến tận cùng tâm ý, không thể truy sát người ngược lại ném tính mạng của mình vào A. Sau một ngày, lại có cường giả mới xuất hiện, đây là một nhân vật tinh thần cảnh đại cực vị đỉnh cao, càng là thiên tài tam tinh, hắn cùng Lăng Hàn ác chiến. Lần này, Lăng Hàn không dùng tới tuế nguyệt thiên thu, cũng chỉ có thể đánh hòa đối phương, thời gian kéo lâu, lại có cường giả tinh thần cảnh mới bước đến, gia nhập chiến đấu. Lăng Hàn không sợ, thể phách vô địch, cấp bậc cường giả này đến bao nhiêu hắn cũng không sợ. Khi số lượng tới 7 người, Lăng Hàn cuối cùng phát động sát chiêu, Tuế Nguyệt Thiên Thu vừa ra, hắn hầu như không cách nào ngăn cản, công kích gì cũng bị hắn trong nháy mắt lão hóa, cái này thật đáng sợ, sau mấy chiêu liền có ba người bị chém xuống, bốn người còn lại chạy trôi chết. Sau khi tin tức này truyền ra, trụ thiên hoàng chiều trầm mặc, không còn người truy sát Lăng Hàn nữa. Tinh thần cảnh đại viên mãn không ra, ai có thể làm gì được hắn. Nhưng địa vị của cường giả tinh thần cảnh đại viên mãn quá siêu nhiên, ngay cả trụ thiên hoàng cũng không cách nào hiệu lệch nhất định phải đưa đủ thẻ đánh bạc mới có thể ra tay, hơn nữa sẽ tốn rất nhiều thời gian. Bởi vậy, đoàn người lăng hàn thong rong ra biên cảnh của trụ thiên Hoàng Triều, tiến vào loạn tinh Hoàng Triều, đến nơi này, bọn họ liền không cần lo lắng bị trụ thiên Hoàng Triều truy sát nữa, nếu không là muốn nhắc lên quốc chiến sao. Vài ngày sau, bọn họ đi tới Hoàng Đô, lăng hàn vốn định lập tức đi gặp loạn tinh nữ hoàng, nhưng biết được nữ hoàng đại nhân từ hai năm trước liền bắt đầu bế quan, quốc sự hoàn toàn giao cho tả hữu nhị tướng xử lý. Không chỉ như thế, cửu vương cũng cùng nữ hoàng đại nhân bế quan. Những người khác nhiều nhất chỉ cảm thấy trùng hợp, nhưng Lăng Hàn biết, loạn tinh nữ hoàng khẳng định là thu được thời cơ đột phá tinh thần cực cảnh, hiện tại chín phân thân trở về, xuất quan chính là tinh thần cực cảnh. Ô, huyết mạch thần thông của cửu xà tộc cùng cổ đạo nhất chồng chín thế thân có chút tương tự, nhưng cách làm của cổ đạo nhất hiển nhiên càng thêm đại khí, lấy cửu thế làm cơ sở, chồng ra tiên thai đời thứ 10, e là một ít thiên kiêu ở tiên vực cũng không sánh được. Đã như vậy, chúng ta liền về Đại Lăng Triều đi. Bởi vì rất nhiều người là lần đầu tiên tới nơi này, bọn họ liền quyết định hơi dừng lại mấy ngày, để mấy người thiên phượng thần nữ lãnh hội phong quang một chút. Mặt khác, Lăng Hàn còn muốn đi xích thiên học viện một chuyến, đưa Thái Nhất Ngọc Tỷ Tâm cho từ lão đầu. chương 1485, gặp lại hướng thừa Xuân. Đi dạo một ngày, bọn họ tiến vào một gian tử lâu, điểm hai bàn món ăn, bắt đầu ăn. Tuy cấp độ võ đạo của Vân Đính Tinh cao hơn, nhưng bởi vì có chiến trường hai giới, yêu thú cùng loài người đứng ở đồng nhất trận tuyến, không thể giết ăn, nhưng nơi này không giống, yêu thú người muốn ăn, có thể ăn, vậy liền ăn a. À. Trong tử lâu cũng có thịt yêu thú làm món ngon, tất cả mọi người thèm ăn, điểm vài món, ăn cho đã ghiền. Chụp chụp chụp, cũng không lâu lắm, cửa bao xương vang lên, đón lấy, tiểu nhị đẩy cửa vào, lộ ra vẻ khó khăn nói. Mấy vị có thể chuyển sang nơi khác hay không? Tại sao? Lang Hàn hỏi, hắn không có thói quen ỉ thế hiếp người, nhưng cũng không thể để cho người cưỡi lên đầu mà không nói tiếng nào. Cái này, tiểu nhị trần chờ một hồi, mới nói, có hai vị khách nhân tôn quý đến, nhưng phòng khách lại không còn, cho nên muốn mời mấy vị giàn xếp một hồi, trưởng quỹ nói, có thể miễn phí một bàn. Đùng, lão nhân sâm lập tức vỗ bàn nói, người thấy chúng ta là người bên ngoài, dễ bắt nạt phải không? Đi, gọi trưởng quỹ của các người đến, xâm ra muốn đá bạo chứng của hắn. Lăng Hàn không nói gì, nhưng cũng không ngăn cản lão nhân sâm, không ngăn cản chẳng khác nào là ngầm thừa nhận, là dung túng. Lão nhân sâm vừa thấy, tự nhiên dũng khí 10 phần, ở trong tinh vực này, lang hàn không nói vô địch, nhưng thật không cần sợ ai. Tiểu nhị vô cùng phiền muộn, lại bị một cây nhân sâm chỉ vào mũi mắng, nếu không có đám người lang hàn, hắn thật muốn nấu cây nhân sâm này. Nhưng hiện tại hắn chỉ có ăn nói khép nép mà thôi, nói. Thực sự là xin lỗi mấy vị, như vậy đi, bữa tiệc của mấy vị bản điếm bao hết, coi như bồi tội cho các vị hắn được chỉ thị, nếu có thể chỉ miễn một bàn vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng vạn bất đắc dĩ cũng có thể miễn hết, quan trọng nhất chính là phòng khách, nhất định phải cầm về, hai vị quý khách kia thân phận quá cao, là tuyệt đối không thể đắc tội. Hầu bàn không ngừng bồi tội, rồi lại mơ hồ uy hiếp, cường điệu hai vị quý khách kia thân phận cao quý, vạn lần không phải đám người lăng hàn có thể chiêu tới. Đám người lão nhân sâm, con thỏ đều là loại không chịu thiệt, lại thêm mấy người giang dược phong cũng là trẻ tuổi nóng tính, tự nhiên không cam lòng bị người đuổi ra ngoài, không ai không vỗ bàn hò hét, ngược lại muốn gặp gỡ hai người kia là ai, cao quý thế nào. Vẫn không có thu thập xong sao? Một thanh âm vang lên, mang theo vẻ cực kỳ ngạo mạn. Quen tai, đột nhiên trong lòng Lăng Hàn hơi động, cái này không phải hướng thừa duẫn sao? Lúc trước hắn khai thiên tới, chính là hướng thừa duẫn mang theo ý chí của tả tướng đến, thu đại Lăng triều làm nước lệ thuộc của loạn tinh hoàng triều. Lúc mới bắt đầu, quan hệ của hai người vẫn tính không kém nhưng theo Lăng Hàn từ từ phát triển, trong lòng Hướng Thừa Duẫn khó có thể cân bằng, quan hệ của hai người liền trở nên lãnh đạm. Đặc biệt là Tả tướng cảnh cáo Lăng Hàn không nên quá mức tiếp cận lệ vi vi, Hướng Thừa Duẫn tự nhiên theo sát bước tiến của Tả tướng, cùng Lăng Hàn hoàn toàn phân rõ giới hạn như người qua đường. Lại sau đó Lăng Hàn đi phi vân tinh, không có gặp lại được Hướng Thừa Duẫn. Từ biệt nhiều năm như vậy, kỳ thực cũng không có bao nhiêu năm, ở thần giới, hơn 10 năm như một cái trước mắt hướng thừa duẫn tự nhiên không thể xuất hiện biến hóa gì, vẫn là người tâm phúc ở bên người tả tướng, đặc biệt là hiện tại hai vị này hoàn toàn nắm quyền to, hướng thừa duẫn khẳng định tự mình cảm giác bạo dạp. Hướng đại nhân, xin người chờ một chút, tiểu nhân sẽ lập tức thu thập phòng ra. Tiểu nhị đầu đầy mồ hôi lạnh, hiện tại đắc tội ai cũng không thể đắc tội hướng thừa duẫn A, đừng nói hắn chỉ là một tiểu nhân vật, coi như là thế lực nhật nguyệt cảnh. Chỉ cần hướng thừa duẫn ở bên tai tả tướng nói xấu vài lời, vậy còn không phải nói sập liền sập. Hừ, là những người nào lại kéo dài như thế thật to gan lại một thanh âm vang lên chỉ thấy một thanh niên xông vào vừa bước vào Sơn Hà cảnh mà thôi nhưng trên mặt ngạo khí rất nặng thật giống như thiên lão đại hắn lão nhị vậy hắn nhìn thấy trong bao xương chẳng những có người hơn nữa còn có một con thỏ cùng một cây nhân sâm ngồi ra mặt liền không khỏi co giật Tuy yêu thú rất thông thường nhưng lấm lấm liệt liệt đến hoàng đô của nhân tộc như vậy cái này cũng thật là có chút kỳ lạ hơn nữa Ba nữ tử nơi này đều đẹp đẽ, một cái ngây thơ, một cái thành thục đầy đặn, cái cuối càng thêm mê người, sáng rực rỡ như tiên, khuôn mặt cực kỳ đẹp, quả thực như nữ hoàng đại nhân trong truyền thuyết, khiến người ta vừa thấy liền muốn mất hồn. Nhưng Thiên Phượng thần nữ dù sao không phải loạn tinh nữ hoàng, bởi vậy người trẻ tuổi này cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ngạo nghĩa nói: "Các ngươi là người nào?" Trong khi nói chuyện, hướng thừa Duẫn cũng đi vào phòng khách, nhưng bởi vì góc độ, hắn không nhìn thấy Lăng Hàn hơn nữa bởi vì tu vi của lăng hàn quá cao khí tức nội liếm hắn cũng hoàn toàn không nhìn ra lăng hàn mạnh mẽ đương nhiên coi như hắn nghĩ như thế nào đi nữa cũng không thể nghĩ tới đây chính là lăng hàn hơn nữa còn bước vào tinh thần cảnh ngay cả tả tướng đại nhân cũng có thể dễ dàng đánh bay hắn biểu hiện ngạo nhiên tuy chức quan của hắn không biến hóa chút nào nhưng hiện tại tả tướng trưởng nửa giang sơn giá trị bản thân hắn tự nhiên cũng dâng cao vô số lần có vẻ càng thêm tự cao ngạo mạn hắn rõ ràng nhìn ra nơi này có mấy người khí thức sâu không lường được, nhưng không có để ở trong lòng. Tinh thần cảnh ở loạn tinh hoàng triều chỉ có mấy cái, vì lẽ đó mấy người này tuyệt đối không thể là cường giả như vậy, nhiều lắm là nhật nguyệt cảnh. Như vậy nhật nguyệt cảnh hắn sợ cái gì? Không những không sợ, nhân vật như vậy còn phải tâm bốc nịnh nọt hắn. Người trẻ tuổi hiện nay mời hắn uống rượu, chính là thiên kiêu lỗ ra lỗ hữu tinh, thế lực nhật nguyệt cảnh, lần này là đặc biệt tới làm mai cho hắn, có ý gả hòn ngọc quý trên tay lỗ ra cho hắn. Phải biết, vị Minh Châu lỗ ra kia mấy năm gần đây danh tiếng mạnh mẽ, trở thành một trong hoàng đô tứ đại mỹ nữ, thay thế đám người lệ vi vi, ai bảo các nàng bước vào sơn hà cảnh, một đời người mới thay người cũ, lịch sử đều là như vậy. Hướng thừa duẫn nguyên bản có chút tơ tưởng với lệ vi vi, nhưng hắn có tự mình biết mình, ở trong mắt tả tướng, hắn chỉ là một con chó hữu dụng, biết nghe lời, làm sao xứng cưới lệ vi vi chương 1486, cho thể diện mà không cần thường. Bởi vậy, hắn rất sớm liền hết hy vọng, mà vị minh châu kia của lỗ gia hắn cũng đã gặp, xác thực xinh đẹp cảm động, tuyệt không thua lệ vi vi, hơn nữa lỗ gia cũng có lão tổ nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, có thể coi là gia tộc nhất lưu. Có thể trở thành con rể của lỗ gia, đối với hướng thừa Duẫn mà nói chỗ tốt rất nhiều, mà lỗ gia cũng có thể thông qua hắn lắp lên chiếc thuyền của Tả tướng, bởi vậy song phương tự nhiên ăn nhịp với nhau. Hiện tại hướng thừa ruốn kiêu ngạo đến bầu trời, chỉ cần không phải hữu tướng hay bảy đại tướng, hắn ai cũng không sợ, ngay cả lão tổ nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đến, hắn cũng dám chỉ vào mũi đối phương mắng, bởi vậy hắn mặc cho lỗ hữu tinh tức giận. Lại nói, trong lòng hắn cũng khó chịu, người tâm phúc bên người tả tướng tới uống rượu, muốn cái phòng khách cũng phải phiền nửa ngày, mặt mũi của hắn còn đâu. Lão nhân sâm vỗ bàn nói, đại gia ngươi, lỗ hữu tinh giận dữ, tại sao cây nhân sâm này vô lại như vậy? không nấu ăn thực không đủ để tiết hận a. À. Các ngươi cũng có thể lăn, nhưng cây nhân sâm này phải lưu lại, chúng ta muốn hầm canh uống. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, hơn nữa xác thực cũng động tâm, nhân sâm thông linh có thể tự chủ tu luyện, dược hiệu mạnh hơn nhiều thần dược cùng cấp khác. Thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, đối với võ giả mà nói, không có cái gì so với tuổi thọ càng trọng yếu hơn, sinh mệnh càng dài ý nghĩa có thể leo đỉnh cao càng lớn. Muốn ăn sâm ra nhà ngươi, các ngươi còn sớm 108, năm ăn nước rửa chân của sâm ra còn tạm được. Lão nhân sâm nhảy lên trên vai Đinh Bình nói, Đinh tiểu tử, tiến lên cho sâm ra, hắn biết trong đồ đệ của Lăng Hàn, hiện tại lấy Đinh Bình mạnh nhất, đương nhiên phải ôm bắp đùi lớn nhất. Tính cách của Đinh Bình trầm ổn, không giống cửu yêu thị huyết kích động, không giống giang dược phong tao bao, cũng không khô khan như Trần Thủy Tính, Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên thì đừng nói, hai người chủ tu đan đạo, võ đạo là nghề phụ. Hắn trầm giọng nói, chúng ta còn muốn ăn cơm, các người đi ra ngoài đi, ăn xong, chúng ta tự nhiên sẽ đi. lời nói này ngược lại nói rất đúng mực, hơn nữa có lý có cứ, chúng ta tới từ lâu, tự nhiên là tới trước tới sau. thật tốt, gan rất béo a. À. sắc mặt của lỗ hữu tinh lạnh lẽo, nhưng không có ra tay. hắn cũng nhìn ra được đám người đinh bình vô cùng mạnh mẽ, chỉ ít cảnh giới còn cao hơn hắn rất nhiều, vì lẽ đó hắn trực tiếp chuyển ra hậu trường nói. lẽ nào các người chưa từng nghe nói thân phận của hướng ca? hắn là người tâm phúc bên cạnh tả tướng đại nhân, nói xong, hắn rào rạt đắc ý, ngay cả hướng thừa duẫn cũng không nhịn được ưỡn ngực thẳng tắp, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt của thiên phượng thần nữ, lướt qua vẻ kinh diễm mãnh liệt. Ở Hoàng Đô, đẹp hơn nữ tử này chỉ có nữ hoàng đại nhân, trước thủy nhạn ngọc ngược lại cũng có thể sánh ngang nàng, đáng tiếc lẫm thiên tông bị hủy không rõ, nữ tử này liền mất tung tích, theo suy đoán sớm đã chết rồi. Lòng tự tin bành trướng, để lá gan của hắn cũng béo lên rất nhiều, trong lòng phun trào tàn niệm nếu lỗ hữu tinh gọi ra tên của hướng thừa duẫn lăng hàn cũng không thể giả bộ làm không phát hiện bởi vậy hắn mở miệng nói hóa ra là hướng huynh kỳ thực lấy thực lực hiện tại của lăng hàn ngay cả tả tướng đến hắn cũng có thể cùng đối phương đứng ngang hàng thậm chí tả tướng còn phải gọi hắn là huynh đám người tả tướng chỉ có tu vi tinh thần cảnh tiểu cực vị tranh lệch một cảnh giới nhỏ chính là khác biệt một trời một vực có điều lăng hàn là người nhớ tình cũ lúc trước thời điểm hắn đến loạn tinh hoàng triều Hướng Thừa Duẫn từng nói cho hắn rất nhiều chuyện, có tình dẫn dắt, hai người ở chung cũng khá hòa thuận, Lăng Hàn tự nhận đối phương một cái ân tình. Lang, lang Hàn, Hướng Thừa Duẫn nhìn thấy Lăng Hàn, con người không khỏi chừng ra. Ở loạn tinh hoàng triều, đặc biệt trong hoàng đô, Lăng Hàn là một nhân vật huyền thoại. Hai lần được nữ hoàng đại nhân hạ ý chỉ, đặc biệt vô hạn. Lấy thủy nhạn ngọc, không biết để bao nhiêu nam nhân ở hoàng đô ước ao đến muốn giết chết hắn. Đặc biệt là cùng Triệu Luân xung đột, ngay cả bảy đại tướng cũng dám đắc tội đây là người châu cỡ nào đáng tiếc tả tướng không thích hắn hướng thừa duẫn tự nhiên lấy tả tướng yêu thích làm kim chỉ nam lại thêm mình đố kỵ cùng lăng hàn càng ngày càng xa lánh cuối cùng hai người như người dưng rất nhanh lăng hàn liền thần bí biến mất hướng thừa duẫn thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới đây đã từng là thiên tài phong quang vô hạn nhưng chẳng mấy chốc sẽ ném đến sau đầu nhưng hiện tại lăng hàn lại xuất hiện những năm này hắn đi nơi nào những ý niệm này ở trong lòng của hướng thừa duẫn lóe lên liền biến mất, trạng thái kiêu ngạo của hắn phục sinh. Hôm nay không như xưa, hiện tại tà tướng nắm đại quyền, hắn càng có danh xưng tiểu tà tướng, dù cho vẫn là sơn hà cảnh thì đã làm sao, ngay cả lão tổ nhật nguyệt cảnh đại viên mãn thấy hắn cũng phải khách khí, không dám đắc tội chút nào. lang Hàn lại tính là gì? Trên đời này không bao giờ thiếu thiên tài. Hắn nhìn thiên phượng thần nữ, trong lòng cảm giác khó chịu, lúc trước là thủy nhạn ngọc, hiện tại là mỹ nhân xinh đẹp này, tại sao nữ nhân duyên của lăng hàn tốt như vậy lăng hàn cười nhạt nói nếu là hướng huynh vậy chúng ta nhường đi đám người phong phá vân đều kỳ lạ lăng hàn không phải là người nuốt giận vào bụng làm sao lựa chọn nhượng bộ nhưng bọn họ đều tôn trọng quyết định của lăng hàn không có một người phản đối đều đứng lên lăng hàn tự nhiên không phải kính nể hướng thừa duẫn hay tả tướng mà thuần túy trả hướng thừa duẫn một cái ân tình mà có thể làm cho tinh thần cảnh hơn nữa còn hai vị tinh thần cảnh nhường ra phòng khách ân tình này tự nhiên lớn đến bầu trời mà từ một khắc lăng hàn đứng lên phần ân tình này của hai người cũng theo đó kết thúc hướng thừa duẫn lại đố kỵ rõ ràng lăng hàn rất bình thường nhưng người đứng bên cạnh hắn không thiếu cường giả nhật nguyệt cảnh thậm chí đối với hắn nói gì nghe nấy người xem bảo nhường liền nhường không có nói nửa câu phản đối đương nhiên cũng có thể những người này là kính nể thân phận của hắn dù sao người tâm phúc trước mặt tả tướng nhật nguyệt cảnh tính cái chim Nghĩ như vậy, dũng khí của hắn tự nhiên càng đủ, trước kia phát lên ý niệm tà ác cũng một phát không thể vãn hồi, nói: "Vị cô nương này không tệ, lưu lại cùng uống chén rượu đi." Chương 1487, cho thể diện mà không cần hạ. Đám người Trần Thủy Tính nhất thời biến sắc, con mẹ nó, dám to gan nhục nhã sư nương của bọn họ. Ở trong lòng bọn họ, sư nương thứ nhất, sư phụ thứ hai. Đinh Bình cùng Cửu Yêu cũng lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Bọn họ đối với thiên phượng thần nữ không có kính nể như bốn người Trần Thủy Tĩnh, nhưng làm nhục sư nương chính là làm nhục sư phụ của bọn họ, há có thể không giận. Nhưng không có một người ra tay, chờ Lăng Hàn quyết định. Kha kha, hướng ca bảo ngươi lưu lại, là phúc khí ngươi tu luyện ba đời, còn không mau mau cảm tạ hướng ca. Lỗ hữu tinh vội vàng nhìn thiên phượng thần nữ quát lên, trong lòng âm thầm chảy nước miếng, mỹ nữ như vậy hắn cũng muốn. Ánh mắt của Lăng Hàn lạnh lẽo, đùng, vung tay lên, trực tiếp đánh lỗ hữu tinh ra ngoài, oanh, trên tường nhất thời nhiều một lỗ thủng hình người, lỗ hữu tinh đã nhào lên đường, hiện hình chữ đại. Lăng Hàn, người thật to gan, ở Hoàng Đô cũng dám ra tay hại người. Hướng thừa Duẫn không khỏi chảy mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên phát lên, lúc trước Lăng Hàn gan to bằng trời, ngay cả con trai độc nhất của triệu đại tướng quân cũng dám đắc tội chết. So sánh với đó, người tâm phúc trước mặt tả tướng lại tính là gì, có trọng yếu bằng nhi tử không? Hắn run rẩy, bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, cho người mặt, lại không biết đủ. Lăng Hàn lại vung một trường, đùng, hướng thừa Duẫn cũng bị hắn đánh bay ra ngoài, trên tường có thêm lỗ thủng hình người thứ hai, hướng thừa Duẫn cùng lỗ hữu tinh thì song song nhào trên đường phố. Hình ảnh này có chút khôi hài, người ở phụ cận đều vẻ mặt quái lạ, có mấy người không nhịn được bật cười, nhưng khi biết hai người này phân biệt là hướng thừa Duẫn cùng lỗ hữu tinh, tự nhiên mỗi người đều sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vã bỏ chạy. Nơi này sắp trở thành nơi thị phi, không thể ở lâu. Lăng Hàn nở nụ cười nói con rồi bay mất, tiếp tục ăn cơm đi. Được, tất cả mọi người gật đầu. Lăng Hàn nói ra một chút giao tình với hướng thừa Duẫn để tất cả mọi người gật đầu, lấy thân phận bây giờ của Lăng Hàn có thể lùi một bước đã rất nhân nhược, nhưng hướng thừa Duẫn còn muốn hùng hổ dọa người, đây là tự tìm đường chết. Muốn nói Lăng Hàn che giấu tu vi, chuyện cười, tại sao ta phải nói cho người tu vi của ta, có nghĩa vụ này sao? Nếu trong lòng người có người bạn như ta, vậy mặc kệ ta mạnh mẽ hay nhỏ yếu, vậy đều là bằng hữu làm sao có thêm điều kiện hạn chế trên đường phố hướng thừa duẫn cùng lỗ hữu tinh đều chậm rãi bỏ dậy gương mặt đụng đến tím đen hai người nhìn nhau một cái đều toát ra thù hận mãnh liệt không được sao có thể quên đi như thế hướng ca chúng ta trở lại kêu viện binh lỗ hữu tinh hận hận nói đi hướng thừa duẫn cũng phẫn nộ đến phát điên thân là người tâm phúc trước mặt tả tướng nếu như ăn thiệt thòi lớn như thế vẫn không thể đòi lại vậy sau này hắn cũng đừng ở hoàng đô lăn lộn thế nhưng tả tướng lại không phải cha hắn, càng không phải nô tài của hắn, sao có thể bởi vì hắn bị đánh là có thể kinh động. Bởi vậy, bọn họ trước tiên đi tới lỗ gia, lỗ gia là thế lực đỉnh cấp trong nhật nguyệt cảnh, ngoại trừ mấy thế lực tinh thần cảnh, không có chuyện gì là lỗ gia không thể quyết định. Hai người đến lỗ gia, biết được chuyện hướng thừa duẫn bị đánh, ngay cả lỗ gia lão tổ cũng bị kinh động, khâm điểm trường tử đứng ra, phải bắt đoàn người lăng hàn, phạt nặng. Lỗ gia trưởng tử tên là Thành Phong, vừa bước vào nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, ở trong cường giả cũng là nhân vật đỉnh cấp. Có hắn ra tay, nắm chắc, hướng thừa duẫn cũng rất hài lòng, chỉ là vị hôn thê của hắn cũng nhìn thấy hắn hiện tại chật vật, có chút không đẹp. Nhưng không sao, chờ sau đó nàng nhìn thấy mình dẫm mặt của lăng hàn, mặt mũi của hắn sẽ được đòi lại. Đoàn người khí thế hùng hổ, rất nhanh giết tới dưới tử lâu. Cuồng đồ lớn mật, còn không mau mau đi ra, quỳ xuống lĩnh tội. Đội ngũ dừng lại, một thanh niên của lỗ ra lớn tiếng quát, bọn họ tổng cộng phát động 17 người, số lượng không ít. Sư phụ, giao cho ta đi, Đinh Bình xin chiến, không, giao cho ta. Cửu yêu tranh giành nói, sau khi hắn thua Đinh Bình, liền muốn đè Đinh Bình xuống đánh, vì lẽ đó cái gì đều muốn tranh giành với Đinh Bình. Lăng Hàn không có để ý tới, chỉ lăng không vỗ ra một trường, đùng, người trẻ tuổi kia của lỗ ra nhất thời bị chấn nằm bò trên đất, hiện hình chữ đại, gạch đá dưới chân tựa như đậu hũ, lập tức hiện ra một lỗ thủng hình người. Thật to gan, ánh mắt của lỗ thành phong không khỏi phát lạnh, ở trước mặt hắn cũng dám làm giữ. Lăng Hàn, nơi này là Hoàng Đô, hướng thừa Duẫn lạnh giọng nói, bị tát lăn trên mặt đất ở trước mặt mọi người, điều này làm cho hắn phát lên sát ý lạnh lẽo, tuyệt không phải đánh Lăng Hàn một trận liền có thể hả giận. Hắn muốn giết chết Lăng Hàn, quốc có quốc pháp, ở Hoàng Đô cấm chỉ giết người, chỉ ít ở bề ngoài ngay cả tả hữu tướng, bảy đại tướng cũng phải tuân thủ, cũng chỉ có cửu vương mới có thể ngoại lệ, chỉ là cửu vương quá biết điều, ngay cả cổng nhà cũng không ra, Hắn muốn làm Lăng Hàn tức giận, để Lăng Hàn giết mấy người của lỗ gia, vậy hắn liền có thể đi điều động cấm quân, đánh chết Lăng Hàn. Vậy thì như thế nào? Lăng Hàn lạnh nhạt nói, không nói quan hệ của hắn cùng loạn tinh nữ hoàng, chỉ nhìn thực lực bây giờ của hắn, ngay cả trụ thiên hoàng triều cũng bị hắn giết tới lui tự nhiên, vẫn đúng là không đem quy tắc gì để ở trong mắt. Đáng tiếc, tin tức bên trụ thiên hoàng triều vẫn không có truyền tới, bằng không cho hướng thừa duẫn 100 lá gan cũng không dám trêu chọc Lăng Hàn. Đây chính là sát tinh chỉ là trước đây tu vi của hắn không cao bởi vậy chỉ dám trêu chọc con trai triệu đại tướng quân hiện tại càng lúc càng to gan ha ha lẽ nào ngươi còn dám giết người sao hướng thừa duẫn lạnh lùng nói cái này tự nhiên sẽ là ác chiến đương nhiên bản thân hắn lại trốn ở bên cạnh lỗ thành phong trời sập xuống cũng có người cao trống lỗ gia minh châu nhìn ở trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ ngươi miệng nói tàn nhẫn nhưng không có lá gan tương xứng đây cũng là đàn ông trước đó nàng chỉ thấy được một mặt phong quang của hướng thừa duẫn như vậy hướng thừa duẫn cực kỳ tỏa sáng người người nịnh hót nhưng hơi gặp nghịch cảnh liền không chịu được như thế làm cho nàng thất vọng hảo cảm sụt giá chương 1488, một quyền lùi 10 dặm lăng hàn không nói gì hắn còn cần cùng một sơn hà cảnh đấu võ mồm sao hắn ấn nhẹ một trường đùng hướng thừa duẫn nhất thời chịu đựng không được đại lực hai chân mềm nhún quỳ xuống oanh lực lượng lớn làm cho cả đường phố nhẹ nhàng chấn động, mà xương cốt thì đứt đoạn mất. A, à, hướng thừa duẫn phát ra tiếng kêu thảm. Đây thực sự là đau tận xương cốt. Lỗ Thành Phong đầy mặt lạnh lùng, người này cũng quá lớn mật, mình ở ngay bên cạnh cũng dám ra tay. Muốn chết, hắn vung nắm đấm lên, nhắm từ lâu đấm tới một quyền. Ta đến, Đinh Bình cướp ra, ta đến, Cửu Yêu không cho. Hai người đồng thời ra tay, oanh, oanh, liên thủ oanh ngang, nhưng Đinh Bình chỉ vừa bước vào nhật nguyệt cảnh. Cửu yêu chỉ là sơn hà cực cảnh đỉnh cao, người nào cũng không thể đối kháng nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Nhất thời bị đánh bay ở trên không trung phun ra một ngụm máu cũng còn tốt, bọn họ đều tu luyện cửu long phách thể thuật, tuy thể phách không biến thái như lăng hàn, nhưng mạnh mẽ hơn người bình thường nhiều lắm. Bằng không cảnh giới tranh lệch nhiều như vậy, tuyệt đối là bị một chiêu miểu sát. Vô chi lỗ thành phong cười lạnh nói, thân cảnh mỗi cách biệt một tiểu cảnh giới nhỏ cũng là khác biệt một trời một vực, huống chi hắn là đại viên mãn. Hai người này mạnh nhất mới chỉ tiểu cực vị, tranh lệch dòng dã ba cảnh giới nhỏ. Nhưng hắn cũng có chút hoảng sợ, người tiểu cực vị kia cũng quá trẻ tuổi, căn bản không tới 500 tuổi a. À. Không tới 500 tuổi liền bước vào Nhật Nguyệt cảnh, cái này ở trong lịch sử loạn tinh hoàng triều cũng chỉ có mười mấy người có thể so sánh, gần đây thuộc về Triệu Luân, nhưng hắn cũng đến 7, 800 tuổi mới bước vào Nhật Nguyệt cảnh. Lăng Hàn đưa tay khẽ vỗ, Đinh Bình cùng Cửu Yêu liền bị hắn lôi trở về, trong lòng hắn hiểu rõ hai đồ đệ liên thủ chỉ ít sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, bằng không nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Người cũng tiếp ta một quyền, lang Hàn lạnh nhạt nói, đấm ra một quyền. Cú đấm này nhìn như cực kỳ chậm chạp, nhưng sau khi nổ ra liền xuất hiện ở trước mặt lỗ thành phong, để hắn giật mình, vội vã ra quyền đón nhận. Oanh, hai quyền tấn công, lỗ thành phong vẫn không nhúc nhích, ngạo nghễ nói. Chỉ như, chữ vậy vẫn không có ra miệng, hắn đột nhiên biến sắc, hừng lực đằng lui ba bước, sau đó mới ngừng lại, vừa muốn mở miệng lại hừng hực đằng lùi lại ba bước dừng lại muốn mở miệng vẫn lùi nữa cứ như vậy lỗ thành phong một đường ngừng ngừng lùi lùi nhiều lần muốn mở miệng nhưng nhiều lần không thể toại nguyện cái này vừa bắt đầu rất buồn cười nhưng sau mười mấy lần không còn người cảm thấy buồn cười mà mỗi người lộ ra vẻ mặt kinh hãi gần chết một quyền mà thôi làm sao có khả năng để quyền lực dừng lưu thời gian lâu như vậy hơn nữa lỗ thành phong là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn a hướng thừa duẫn miễn cưỡng ngẩng đầu lên hắn tràn ngập ngơ ngác lăng hàn đến tột cùng đạt đến trình độ nào lúc trước tên này chính là yêu nghiệt tu luyện tu vi cái sau vượt cái trước vượt qua hắn hiện tại không chỉ bước vào nhật nguyệt cảnh hơn nữa còn là đại viên mãn thậm chí đỉnh cao bằng không làm sao có khả năng một quyền nổ đến lỗ thành phong không ngừng rút lui đương nhiên hướng thừa duẫn nghĩ như thế nào đi nữa cũng không cho rằng lăng hàn là tinh thần cảnh cái này quá không có thiên lý bởi vì hắn tận mắt thấy lúc trước Lăng Hàn chỉ là phá hư cảnh mà thôi, hắn một tay liền có thể đập chết. Lỗ Thành Phong một đường lùi, những người khác của lỗ ra tự nhiên không thể ngồi coi, dồn dập đi theo, có hai người giúp hướng thừa ruẩn, một bên kéo một cánh tay, mang theo hắn chật vật bỏ chạy. Trong mắt lỗ gia Minh Châu lộ ra kỳ quang, nàng cũng đã từng nghe nói truyền kỳ của Lăng Hàn, không nghĩ tới truyền kỳ sẽ xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa, so với truyền thuyết càng mạnh hơn. Lại nói lỗ thành phong một đường lùi, căn bản không dừng được, không biết phan nát bao nhiêu bức tường, phá hủy bao nhiêu phòng ốc, cũng may lỗ ra ra đại nghiệp đại, chút tiền này vẫn thường nổi. Nhưng lỗ ra trưởng tử chúng ta, có đường không đi, lại nhắm nhà người ta mà đi, gặp trở ngại không tính, còn va chạm, cấp tốc truyền lưu ở trong hoàng đô. Lui ra ngoài 10 dặm, lúc này lỗ thành phong mới đặt mông ngồi xuống, khóe miệng không ngừng co giật, chỉ cảm thấy toàn thân là mồ hôi lạnh, lông tơ dựng đứng. Trước hắn thực sự là thân bất do kỷ, loại cảm giác đó thật đáng sợ. Nhanh, nhanh đi mời lão tổ. Hắn run rẩy nói, thực lực của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, nhất định phải là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao mới có thể chân áp, không không không, chỉ có thể ngang hàng, còn chưa đủ chân áp. Bọn họ vội vã chạy về lỗ ra, biết được lỗ thành phong tao ngộ, lỗ ra lão tổ rơi vào trần chờ Khai chiến với một cường giả nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, cái này đáng giá sao? Nhưng hướng thừa duẫn lập tức mở miệng, làm áp lực, để lỗ ra lão tổ chỉ có thể cắn răng. Vì leo lên tả tướng, nhất định phải lấy lòng hướng thừa duẫn không thèm đến xỉa. Hắn tự thân xuất mã, xuất lĩnh hơn nửa tộc nhân của lỗ gia chạy tới từ lâu. Mà lỗ gia như vậy, đặc biệt là lỗ thành phong còn hủy đi 10 dặm tường, tự nhiên đã kinh động rất nhiều người, dồn dập chạy tới xem trò vui. Cái này là ai a à, gan to bằng trời, ngay cả lỗ gia lão tổ cũng chọc ra. Lăng Hàn, cái gì, Lăng Hàn trở về, Lăng Hàn còn sống, khi biết được kẻ cầm đầu là Lăng Hàn, sắc mặt của tất cả mọi người quái lạ, Lăng Hàn biết rằng vật đã không phải chuyện ngày một ngày hai, kết thù với Sa Nguyên, Triệu Luân, hai đại tướng quân tinh thần cảnh cũng dám đắc tội, hiện tại chọc giận lỗ ra lão tổ tựa hồ chẳng có gì lạ. Có điều, cái náo nhiệt này nhất định phải xem, tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, càng ngày càng nhiều người điều động, chạy về phía bên này, mà khi tin tức này truyền vào quý phủ của Sa đại tướng quân, nhất thời có sát khí vô tận phun trào, để bốn phía đều trở nên băng lạnh. Sa Nguyên chết ở trong tay Lăng Hàn, nhưng không đợi xa đại tướng quân chạy đi báo thù, lẫm thiên tông liền xong đời, mà Lăng Hàn cũng biến mất. Những năm này xa đại tướng quân vẫn cho rằng Lăng Hàn đã chết, nhưng hiện tại biết được Lăng Hàn lại sống sót trở về, tự nhiên sát khí rực cháy. Tuy Sa Nguyên không phải nhi tử xuất sắc nhất của Sa đại tướng quân, nhưng không phải ai cũng có thể tùy ý làm thịt. chương 1489 kinh ngạc, veo, Sa đại tướng quân phi thân mà ra, tinh thần cảnh phẫn nộ, ngay cả đại trận bảo vệ Hoàng Đô cũng run rẩy dữ dội, mà tả hữu tướng, sáu đại tướng còn lại cũng bị kinh động. Đương nhiên, bởi vì tin tức lan truyền hơi chậm hơn một ít, lúc xa đại tướng quân điều động, lỗ ra lão tổ đã dẫn người đi tới dưới tử lâu. Lăng Hàn, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Bọn tiểu bối lỗ ra quát gọi, lúc này Lăng Hàn đã ăn xong, hắn ngồi ở trên cao, vừa vặn có thể xuyên thấu qua lỗ thủng hình người thấy rõ. Hắn tiện tay vung lên, đùng, đám tiểu bối kia đều trúng một bạt tai, cùng nhau bay ra, ngất đi. Cái này tự nhiên là lăng hàn hạ thủ lưu tình, bằng không tinh thần cảnh ra tay, đừng nói sơn hà cảnh không ngăn được, nhật nguyệt cảnh cũng bị miểu sát. Lỗ ra lão tổ giận dữ nói, lăng hàn, người cũng quá gan to bằng trời, lại dám ở trước mặt lão phu nhục nhã con cháu lỗ ra ta. Lão ra hỏa, lại ồn ào, ngay cả ngươi cũng đánh. Lăng hàn từ tốn nói, nếu đã nháo đến mức độ như thế, hắn cũng thả ra, vậy liền nháo thoải mái đi. Lỗ ra lão tổ không khỏi giận dữ mà cười, hắn không chỉ sống cao tuổi, càng là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, toàn bộ loạn tinh hoàng triều, người có thể đánh hắn lại có mấy cái. Nhiều nhất 20, hết cách rồi, loạn tinh hoàng triều thành lập thời gian ngắn, gốc gác không đủ, sao có thể so với trụ thiên hoàng triều cùng bích lạc hoàng triều. Tiểu bối, lão phu sẽ cố gắng giáo dục ngươi, cái gì gọi là kính lão. Đùng, lỗ ra lão tổ còn chưa nói hết, trên mặt đã bị đánh một bạt tai. Há, ngươi muốn dạy ta cái gì? Lăng Hàn lạnh nhạt nói, người căn bản không thấy, chỉ ngồi ở trên cao, sau đó lại một tát đánh tới, đùng đùng đùng, lỗ gia lão tổ căn bản không có sức phản kháng, không ngừng bị đánh bạt tai. Mặt của hắn lập tức sưng đỏ lên, hàm răng cũng từng viên bay ra, máu tươi dán đầy mặt. Nhưng trên người đau không đáng kể chút nào, lỗ gia lão tổ đã bị đánh đến khiếp sợ bối rối. Có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, cái này đâu thể nào là Nhật Nguyệt Cảnh. Trong lòng hắn run rẩy, dâng lên một ý nghĩ mà hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, tuy hắn không muốn nhìn thẳng nhưng sự thực đang ở trước mặt a à. tinh thần cảnh lang hàn là tinh thần cảnh trời ạ à, hắn vì nịnh bợ một con chó của đại năng tinh thần cảnh lại đi đắc tội một vị tinh thần cảnh khác đây là đần độn cỡ nào nhưng ai có thể nghĩ đến mới trải qua bao nhiêu năm nhà quê lúc trước khai thiên mà đến lại lắc mình biến hóa thành đại năng tinh thần cảnh ai cũng không thể nghĩ đến hơn nữa căn bản không dám nghĩ không chỉ lỗ ra lão tổ bất ngờ đến khiếp sợ tất cả người khác cũng há to miệng nhưng không phát ra được một tia âm thanh tinh thần cảnh, đây tuyệt đối là tinh thần cảnh. Hướng thừa ruộn muốn khóc, người bước vào tinh thần cảnh sớm nói a, à, thành cường giả như vậy, hắn căn bản ngay cả lòng ganh tị cũng không dám có, ngay cả tả tướng tự thân tới cũng phải khách khí. Hắn đắc tội một vị đại năng tinh thần cảnh, tả tướng nhất định sẽ xa lánh hắn, đây là cái ánh mắt gì, có thể làm được việc sao? Đại năng tinh thần cảnh, trong đôi mắt đẹp của lỗ gia Minh Châu lè lè tỏa sáng, đây mới là vị hôn phu nàng theo đuổi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có lỗ ra lão tổ bị không ngừng đánh mặt, có vẻ vô cùng chói tai. Chủ yếu là Nhật Nguyệt cảnh mạnh mẽ, đặc biệt có nguyên lực bảo vệ, da mặt tự nhiên còn dày hơn tường thành, đánh lên rất đả kích. Thế hệ trẻ tuổi dồn dập chạy tới, có Lệ Vi Vi, có Quý Vân Nhi, còn có La Phách, Lâm Do, Mã Hưng, Trình Hạo Phi, Triệu Luân cũng đến, vẻ mặt hắn âm trầm, trong đôi mắt có khiếp sợ cùng hoảng sợ. Lăng Hàn bước vào tinh thần cảnh, nhớ lúc đầu, hắn hết lần này tới lần khác nhục nhã Lăng Hàn còn muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, tất cả những thứ này đều bởi vì phía sau hắn có một vị cha tinh thần cảnh, để hắn không kiêng dè gì. Nhưng bây giờ thì sao? Lăng Hàn thành tinh thần cảnh, hiện tại đến phiên Lăng Hàn có thể không kiêng dè gì, cho dù làm thịt hắn thì đã làm sao. Đại năng tinh thần cảnh có thể làm nhục, chuyện cười, Lăng Hàn, người trở về." Lệ Vi Vi lớn tiếng nói, "Ngươi cái tên thối này, bổn tiểu thư còn tưởng rằng ngươi chết rồi chứ?" Lăng Hàn thu tay lại, cười nói: đã lâu không gặp, lúc trước cùng lệ vi vi, quý vân nhi hợp tác kiếm tiền, có thể nói là tương đối sung sướng. Thiên phượng thần nữ lập tức hừ một tiếng nói, cái này là hồng nhan chi kỷ nào của ngươi, tại sao không nghe ngươi nói. Bốn người trần thủy tính cười trộm, bọn họ đối với tính khí của vị sư nương này có thể nói rõ như lòng bàn tay, tính nóng như lửa, trong mắt không dung chút hạt cát. Hừ, áp lực nặng nề đột nhiên kéo tới, để mỗi người đều phát lên khiếp đảm mãnh liệt, phảng phất chỉ cần một ý nghĩ dâng lên, nơi này sẽ máu chảy thành sông, căn bản không ai có thể sống được. Một bóng người hiện lên, cả người có khí thức hỗn độn bao phủ, nhưng không phải quá dày đặc, vẫn có thể nhìn thấy tướng mạo của hắn, một thân nhung trang, mặt chữ quốc, tướng mạo đường đường, tỏa ra khí thế không giận mà uy. Xa cảnh xa đại tướng quân, veo, lại một nhân vật cường đại không gì sánh nổi xuất hiện. Triệu kiếm bạch triệu đại tướng quân, ngay sau đó, xuất hiện vị cường giả thứ ba, một bộ trang phục nho ra, có vẻ vô cùng nhớn nhác tả tướng lệ trình lập tức liền đến ba vị đại năng tinh thần cảnh đây là lực lượng mạnh nhất hợp ninh tinh tuy ba người này vẫn không có đạt đến đại viên mãn nhưng bước vào tầng thứ này liền nắm giữ tư cách không nhìn luật pháp tả tướng nhìn lăng hàn nguyên bản vẻ mặt nhẹ như mây gió tất cả nằm trong lòng bàn tay nhất thời biến mất sạch sành xanh lăng hàn lại là lăng hàn cái tên này lại bước vào tinh thần cảnh hơn nữa nhanh như vậy hắn biết thiên phú võ đạo của lăng hàn kinh người nhưng cho rằng dù lăng hàn cơ duyên nghịch thiên cũng cần một hai triệu năm sau mới có thể bước vào cảnh giới này. Mà trong một hai triệu năm, chuyện sẽ xảy ra thực quá nhiều, Lăng Hàn lại là người thích gây chuyện, bởi vậy, tả tướng không mong muốn ái nữ cùng Lăng Hàn đi quá gần. Nhưng tuyệt đối không ngờ, hiện tại tả tướng chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, thật giống như bị người nặng nề đánh một tát. Cái nhãn lực gì a à? chương 1490, lại một vị tinh thần cảnh. Lăng Hàn, người giết con trai của ta, hôm nay liền để ngươi đền mạng. Sa cảnh lạnh lùng nói, hắn nhìn không thấu tu vi của Lăng Hàn, nhưng cũng không sợ, chỉ cho rằng hai người cảnh giới tương đương. Có điều, Lăng Hàn mới tu luyện bao nhiêu năm, có thể so với hắn sao? Đồng dạng là tinh thần cảnh tiểu cực vị, hắn tự tin có thể dễ dàng trấn áp Lăng Hàn. Mối thủ giết con đương nhiên không thể không báo, hơn nữa hắn thân là đại tướng quân, tự nhiên là có đặc quyền, lại thêm báo mối thủ giết con có thể nói là danh chính ngôn thuật, hắn dám ở trước mặt mọi người giết người. Con người xa nguyên, hết lần này tới lần khác muốn giết ta, ta giết hắn, tâm không thẹn. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, nếu ngươi không phục, ta tiếp là được, vậy ngươi liền chịu chết đi. Nguyên lực của sa cảnh bắt đầu sôi trào, khí thế của tinh thần cảnh giật động, cực kỳ đáng sợ. Đây là áp chế sinh mệnh trên cấp độ, để tất cả mọi người ở phụ cận đều có quắp ngồi trên mặt đất, vẻn vẹn chỉ có số ít người ngoại lệ. Tỷ như Triệu Luân, hắn tự nhiên có triệu đại tướng quân che chở, mà lệ vi vi lại có tả tướng bảo vệ. Bên Lăng Hàn, có hắn cùng thiên phượng thần nữ bảo vệ đương nhiên cũng không có vấn đề. Chờ đã, Lăng Hàn khoát tay áo một cái, ánh mắt quét qua đám người tả tướng, xa cảnh, triệu kiếm bạch một vòng, sau đó nói. Thời điểm ta đi lẫm thiên tông, từng bị người đuổi giết, đánh nổ tinh thuyền, hẳn là một cái trong các người đi. Tinh thần cảnh cùng hắn phát sinh gặp nhau, vậy cũng chỉ có mấy người mà thôi, mà loạn tinh nữ hoàng, cù thu tuyết đều không có động cơ, ba người còn lại này có hiểm nghi, đặc biệt là xa cảnh cùng triệu kiếm bạch. Hừ, khi đó người đáng giá bản tọa ra tay, xa cảnh lập tức khinh thường nói. Triệu kiếm bạch cùng tả tướng cũng xem thường trả lời, bọn họ tự trọng thân phận, đương nhiên không thể ngươi hỏi cái gì bọn họ liền nhất định phải trả lời. Lăng Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc đó hắn nhớ cái khí thức của người đánh lén kia, nhưng đều không giống ba người này, cái này cũng là nguyên nhân tại sao hắn sẽ mở miệng hỏi, có thể lúc đó người đánh lén kia cố ý thay đổi khí thức, lấy năng lực của tinh thần cảnh hoàn toàn có thể lừa qua hắn lúc đó. Nhưng vấn đề là, lúc đó người đánh lén kia hoàn toàn có nắm chắc đánh giết hắn, hà tất làm điều thừa. Hừ, kéo dài thời gian cũng không có ai cứu được ngươi. Sa cảnh lạnh lùng nói, hắn phải báo mối thủ giết con. Chậm, tả tướng đưa tay cản lại. Sa huynh, lăng hàn là quan lại của loạn tinh hoàng triều ta, hiện tại bước vào tinh thần cảnh, chính là may mắn của triều ta, há có thể gà nhà bôi mặt đá nhau. Giết con trai ta, còn muốn cùng ta ở chung hòa thuận. Sa cảnh cười gần, đây thực sự là chuyện cười lớn tả tướng đã quyết định chữa trị quan hệ với lăng hàn trẻ tuổi như thế liền bước vào tinh thần cảnh ngày sau tiền đồ tuyệt đối là không thể hạn lượng hắn sai một lần không muốn lại sai lần thứ hai sa huynh bản tọa chính là tả tướng đương triều trước khi bệ hạ bế quan giao quốc sự cho bản tọa cùng đỗ huynh tả tướng chuyển loạn tinh nữ hoàng gia. đây là đại sát khí có thể chấn áp tất cả quả nhiên xa cảnh lộ ra vẻ kiêng rè loạn tinh nữ hoàng quản lý cực nghiêm lúc trước có một vị đại tướng bị nàng tự tay chém giết cố ý không tuân thành ý, sau này thu về tính sổ, hắn là đại năng tinh thần cảnh, đương triều đại tướng quân thì đã làm sao? Lệ huynh, con trai của sa huynh không phải con dân của nước ta sao? Triệu kiếm bạch ngắt lời, người này chỉ là phụ dân của triều ta, lại dám giết con trai đại tướng của triều ta, cái này nếu không nghiêm trị, đó là đạo lý gì? Không sai, sa cảnh lập tức kiên định, không chỉ bởi vì lời giải thích của triệu kiếm bạch, càng bởi vì lập trường của đối phương rõ ràng, cùng hắn đứng ở một phương. Lệ huynh, người phải cùng bọn ta liên thủ trấn áp ác đồ này. Triệu kiếm bạch du thuyết nói, cho dù Lăng Hàn chỉ vừa tiến vào tinh thần cảnh, nhưng mọi người đều là tiểu cực vị, vạn nhất Lăng Hàn liều mạng, vậy cũng không dễ xử lý. Tam đại tinh thần cảnh liên thủ, vậy tính an toàn tự nhiên tăng nhiều. Tả tướng không khỏi khó khăn, hắn muốn bảo đảm Lăng Hàn, nhưng nói muốn hắn cùng hai đại tướng từ đây trở mặt, hắn liền do dự. Đáng giá không, hiện tại tuy hắn nắm đại quyền, nhưng còn có hữu tướng, cũng bởi vì bảy đại tướng đều không tỏ thái độ mới để hai thế lực tương đương nhưng nếu triệu kiếm bạch sa cảnh đều ngã về hữu tướng hắn thế tất bị hữu tướng áp chế vì một tinh thần cảnh đắc tội hai tinh thần cảnh không có lời hắn suy nghĩ một chút giơ giơ tay áo nói các ngươi đã có thủ riêng vậy liền tự mình giải quyết bổn tướng mặc kệ cha lệ vi vi nhất thời nhảy lên nói không quản kỳ thực không phải là dung túng sao nhưng biểu hiện của tả tướng nghiêm túc cho con gái một cái ánh mắt uy nghiêm, nữ nhi này thực quá không để hắn bất lo, cũng nên tìm cho nàng tấm chồng, sau khi làm vợ mới có thể thu lại rất nhiều. Tuy Triệu Kiếm Bạch, xa cảnh không hài lòng lắm, nhưng tả tướng nói rõ không nhúng tay, vậy cũng không tệ, chỉ ít thiếu một lực cản. Hai người bọn họ đều là đại năng tinh thần cảnh lâu năm, Lăng Hàn vừa đột phá, lẽ nào hai người liên thủ vẫn chưa thể ung dung quyết định? Lăng Hàn còn không quỳ xuống chờ xử lý, thân là phụ thần dân cố ý kháng pháp không tuân, ngươi là muốn đại lăng triều cùng ngươi chết sao? Triệu kiếm bạch đánh tên đại nghĩa, tạo áp lực cho lăng hàn. Ta đến đi, thiên phượng thần nữ đứng lên, nàng vừa bước vào tinh thần cảnh, đang muốn thử xem thực lực của mình. Được, lăng hàn gật đầu, có hắn lược trận, không sao cả. Thiên phượng thần nữ một trưởng vỗ qua, cả bức tường đều bị đánh bay, nàng một cước vượt ra ngoài, thân hình đứng ở trên không trung. Cái gì, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chấn kinh đến tê cả ra đầu không mượn ngoại vật, huyền lập không trung, đây là tinh thần cảnh, T, bên người của Lăng Hàn lại còn có một vị đại năng tinh thần cảnh. Hiện tại hai đối hai, tình thế thật không dễ phán đoán. Hướng thừa Duẫn đố kỵ lại hoảng sợ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì một nhà quê từ tiểu thế giới đến có thể ở tu vi vượt qua mình. Dựa vào cái gì hắn có thể thu được nhiều mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Hiện tại càng khuếch đại, lại có một bạn gái tinh thần cảnh chương 1491, một kiếm chém tới. Nhưng hắn lại còn nói muốn vị nữ cường giả này lưu lại cùng hắn uống rượu, cái này không phải muốn chết sao. Xa cảnh, triệu kiếm bạch đều lộ ra vẻ nghiêm nghị, đừng nhìn khí thức của thiên phượng thần nữ không ổn định, vừa nhìn chính là vừa bước vào tinh thần cảnh, nhưng chỉ cần đặt chân cảnh giới này liền tuyệt đối không thể coi thường, dù sao bọn họ cũng chỉ là tiểu cực vị đỉnh cao. Cô nương, việc này không có quan hệ gì tới ngươi, hà tất nhúng tay. Sa cảnh quyết định thử có thể gây xích mích ly rán hay không. Thiên phượng thần nữ ở trên cao nhìn xuống, phía sau lại có hai mảnh phượng rực mở ra, mỗi một mảnh đều dài ngàn dặm, nhẹ nhàng chấn động, có mây tía bay múa. Nàng mở miệng, lăng hàn chính là phu quân của ta, lời này vừa ra, trực tiếp ngăn chặn lời phía sau của sa cảnh. Hắn vì con báo thù, chẳng lẽ còn không cho người ta thay chồng ra mặt. Điều này làm cho hắn đố kỵ, bởi vì tuy hắn cũng là đại năng tinh thần cảnh, nhưng hiển nhiên không thể cưới một nữ tử tinh thần cảnh làm vợ, có thể không đỏ mắt sao. Đã như vậy, cũng chỉ có xung đột vũ trang, hắn lấy ra một cây đao, là bảo khí làm bạn với hắn chinh chiến xa trường vô số năm, sớm bị hắn luyện hóa tâm ý tương thông. Thiên phượng thần nữ không dám coi thường đối phương, nàng lấy nhật nguyệt cực cảnh bước vào tinh thần cảnh, lực lượng có thể vượt qua ngô tinh, kém lục tinh một chút, nhưng đồn đại, bảy đại tướng, tả hữu tướng đều là thiên tài tứ tinh, lại thêm tu vi tiểu cực vị đỉnh cao, bổ trợ của quốc thế, lực lượng song phương sẽ tranh lệch hai tinh đến tam tinh trong lúc đó. Đây là tranh lệch không nhỏ, có điều, huyết mạch của thiên phượng thần nữ đặc thù, nắm giữ một tia lực lượng chân phượng, đối với chiến lực có tăng lên rất nhiều, hơn nữa nàng cũng học được một ít bí pháp của lăng hàn, gộp lại có thể tăng lên một tinh sức chiến đấu. Bởi vậy, sức chiến đấu của song phương tranh lệch ở từ một đến hai tinh, vậy thì có thể đánh. Xa cảnh hét lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển, thần văn trên bảo đao từng cái tỏa ra, một luồng thiết huyết lưu truyền, xông lên cửu thiên, xuống đáng cửu u, cực kỳ khủng bố. Hắn cũng không phải là thiên tài siêu cấp, nhưng chỉ nói số lượng giết người, hắn có khả năng vượt qua lăng hàn, xích hoang cực cùng vương giả trẻ tuổi, máu tươi ngưng tụ thành sát khí, hóa thành thực chất, người tâm tình yếu tuyệt đối rất dễ dàng sụp đổ. Lên trời cao chiến một trận, xa cảnh phóng lên trời, phảng phất như một đạo lưu tinh xẹt qua, nghịch thế mà trên. Thiên phượng thần nữ đương nhiên sẽ không khiếp chiến, hai cánh sau lưng rung lên, tương tự sông thẳng cửu thiên âm um, hai đại cường giả không nói nhảm lập tức chiến lên từng đạo gợn sóng hạ xuống nhưng bị trận pháp bảo vệ của hoàng đô ngăn trở mà đại thống lĩnh cấm vệ quân Cù thu tuyết cũng đứng ở trên đỉnh hoàng thành ngửa đầu nhìn bầu trời trên mặt có vẻ kinh ngạc lúc nào loạn tinh hoàng triều có thêm một đại năng tinh thần cảnh nữ tính hơn nữa mặc dù đối phương mới vừa bước vào tinh thần cảnh nhưng sức chiến đấu cực kỳ kinh người tuy không bằng xa cảnh nhưng cũng không có ăn thiệt thòi quá lớn tiến thối tự nhiên, không có lộ ra dấu hiệu thất bại. Chỉ là nàng có chức trách trên người, nên không thể lên trời cao quan chiến, nhưng trong lòng ngứa ngáy, cô gái này đến cùng có lai lịch gì. Cha, Triệu Luân nhẹ giọng nói, trong ánh mắt lướt qua một vẻ thất lạc, đồng thời cũng có sát cơ đáng sợ. Triệu Kiếm Bạch nhìn Nhi Tử một chút, không nhịn được hừ một tiếng. Hắn biết Nhi Tử là có ý gì, muốn hắn ra tay giết chết Lăng Hàn. Quá không có tiền đồ, Lăng Hàn có thể bước vào tinh thần cảnh, lẽ nào ngươi không thể. Vừa gặp nan đề liền cầu viện, người ta có lão tử tinh thần cảnh sao, nhưng nhanh như vậy liền thẳng tiến tinh thần cảnh. Vì lẽ đó, người phải dựa vào mình, triệu kiếm bạch thở dài, ai bảo hắn chỉ có một đứa con trai như thế, không giúp hắn thì giúp ai. Lăng Hàn, lên trời cao chiến một trận, hắn mở miệng, âm thanh như hành khúc, len keng vang vọng. Lăng Hàn ngồi ngay ngắn, lạnh nhạt nói, nếu như ta ra tay, bản triều liền thiếu một cường giả, người nhất định muốn tự tìm đường chết. Cái này cái này cái này đừng nói triệu kiếm bạch người ở ngoài nghe xong người nào không cảm thấy lăng hàn khoác lác tận trời người ta là cường giả tinh thần cảnh lâu năm ở cảnh giới này đắm chìm vô số năm há là một người vừa nhảy vào có thể so sánh hơn nữa mặc dù mọi người đều là thần tử của loạn tinh hoàng triều có thể thuyên chuyển quốc thế nhưng cấp quan không giống có thể thuyên chuyển cũng không giống thất phẩm võ tướng nho nhỏ có thể so sánh với đường đường đại tướng quân sao đùa giỡn triệu kiếm bạch giận dữ mà cười tiểu tử người tuổi còn trẻ liền bước vào tinh thần cảnh dĩ nhiên bất phàm nhưng bởi vậy coi thường anh hùng trong thiên hạ không cảm thấy quá ngông cuồng sao đến lên trời cao chiến một trận ngươi vẫn không tính là anh hùng gì lang hàn từ tốn nói nếu ngươi muốn chiến vậy như ngươi mong muốn hắn lấy ra thanh kiếm gỗ rách dưới tuy đồ chơi này chỉ kiên cố nhưng dùng để đối phó một tên tinh thần cảnh tiểu cực vị là thừa sức triệu kiếm bạch vừa thấy không khỏi tái mặt rồi đây là binh khí sao con mẹ nó gậy nhóm lửa còn tạm được, người dùng cái này tới đối phó ta, đây là xem thường ta cỡ nào. Được, 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 hắn xanh mặt nói, nếu không đưa người tiêu diệt ở đây, ta liền không họ chịu. Lăng Hàn đạp bước mà ra, tay phải vung kiếm gỗ lên, chém về phía triệu kiếm bạch. Đơn giản cực kỳ, chính là phủ đầu một kiếm. Triệu kiếm bạch thực sự là tức giận đến thổ huyết, đầu tiên là cầm một thanh phá kiếm đến ô nhục hắn, hiện tại khinh bỉ như vậy, một kiếm phủ đầu chém tới, coi hắn là gà sao. Cũng được, người lấm lấm liệt liệt như thế, kia là tự mình muốn chết. Tay phải hắn rung lên, trong tay có thêm một thanh kiếm, đâm về phía đỉnh đầu của Lăng Hàn. Muốn chém thần hồn, cái gì, hắn đột nhiên cả kinh, bởi vì chiêu kiếm của Lăng Hàn quá nhanh, vừa mới phất lên, nhưng sau một khắc đã chém tới trước mặt hắn. Hắn vội vung kiếm ngăn chặn, tin tưởng lấy thần kiếm trong tay hắn, một kiếm xuống không chỉ gậy nhóm lửa kia gãy, Lăng Hàn cũng bị hắn chia ra làm hai, biến thành hai đoạn. Kiếm gỗ hạ xuống, đùng, một tiếng giòn vang, thần kiếm của Triệu Kiếm Bạch bị chém thành hai đoạn, kiếm gỗ cơ hồ không bị ảnh hưởng rơi xuống, vào đúng lúc này, một luồng sát khí từ trên thân kiếm bắn ra, cuồn cuộn như lang sói, đáng sợ đến cực hạn. Chương 1492, bị ai đánh? Ngay cả Triệu Kiếm Bạch cũng nhịn không được run rẩy, hắn một đời giết người như ngóe, huyết chiến sát trường, có thể nói chính mình cũng là cấp bậc đồ phu, nhưng ở trước mặt luồng sát khí kia, hắn lại hoàn toàn là hàng tiểu bối, căn bản không đáng chú ý kiếm gỗ hạ xuống hắn bị đánh thành hai đoạn thần hồn câu diệt cái gì đường đường cường giả tinh thần cảnh lại bị một kiếm chém xuống điều này để người ta làm sao tin tưởng trái tim của tả tướng mãnh liệt co rút lại lấy nhãn lực của hắn đương nhiên thấy rõ thực lực của lăng hàn đạt đến mức độ nghiền ép triệu kiếm bạch lúc này mới có thể một kiếm kiến công đương nhiên kiếm gỗ nhìn như phổ thông kia cũng là đại sát khí mới để triệu kiếm bạch không có cơ hội hoàn thủ thêm gấm thêm hoa mà thôi coi như lăng hàn dùng một binh khí khác cũng có thể kiến công chỉ là hơi khó khăn hơn một chút hóa ra lăng hàn không chỉ bước vào tinh thần cảnh hơn nữa còn vượt qua hắn cái này chỉ ít cũng phải là sức chiến đấu của đại cực vị bằng không đâu thể nào một kiếm giết chết triệu kiếm bạch lăng hàn thu kiếm chỉ thấy kiếm gỗ xấu xí trong tay lại tỏa ra hào quang màu đen âm u cho dù là hắn nhìn cũng phát lên cảm giác hồi hộp mãnh liệt thật giống như đây không phải một kiếm gỗ phổ thông mà là thần binh chinh chiến xa trường nhiều vô số kể hắn biết thanh kiếm này không đơn giản, nhưng không nghĩ tới sau khi thấy máu sẽ trở nên sát khí như thế, có thể nhìn ra, hoa văn trên kiếm gỗ trở nên rõ ràng, đồ án vô cùng đơn giản, rồi lại có đại khí khó có thể hình dung. Sát lục chi kiếm, dường như phá vỡ thần hồn, sau này lại chậm rãi nghiên cứu, hắn thu kiếm, nhìn về phía triệu luân, thiên tri kiêu tử này ngây người như phóng, vẫn không có từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, hắn không thể nào tiếp thu được, phụ thân chinh chiến thiên hạ nhiều vô kể, nhưng lại bị Lăng Hàn một kiếm chém xuống. Cho đến khi bị ánh mắt của Lăng Hàn lạnh như băng nhìn kỹ, hắn mới đột nhiên dùng mình, từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Ngươi, ngươi dĩ nhiên giết cha ta, hắn run giọng nói, đột nhiên chuyển hướng tả tướng. Tả tướng đại nhân, người này giết đại tướng Hoàng Triều ta, không khác phản quốc, kính xin đại nhân ra tay, chấn chỉnh quốc pháp. Ta con mẹ ngươi a, à, ra mặt của tả tướng co giật, suýt chút nữa chửi má nó, cái này không phải muốn đẩy hắn vào hố lửa sao. Tả tướng lúng túng, kỳ thực triệu luôn yêu cầu rất hợp lý. Đế quốc đại tướng chết đi, hắn thân là tả tướng, chỉ huy cao nhất đương triều, bất luận làm sao cũng không thể coi thường. Nhưng vấn đề là lăng hàn quá mạnh mẽ, một kiếm liền có thể chém triệu kiếm bạch, vậy muốn chém hắn cũng ung dung vui vẻ. Tả tướng thích quyền thế, nhưng vì quyền thế đưa tính mạng của mình, vậy liền ha ha. Hắn ở trong lòng chửi má nó, sự tình phát sinh lâu như vậy, tại sao hữu tướng còn có năm đại tướng khác không hiện thân? Tuyệt không phải bọn họ còn chưa kịp chạy tới, mà là bọn họ đã sớm chạy tới, trước ở trong bóng tối quan chiến, mà hiện tại càng không người nào dám ra, ta không lộ diện, cái gì cũng không biết, ngày sau ai cũng nói không được ta cái gì. Nhưng hắn con mẹ nó, lão tử bị các ngươi gài bẫy khổ a. À. Khóe miệng của Tả tướng co giật, cái này cũng là gốc gác của loạn tinh hoàng triều quá kém, trừ nữ hoàng đại nhân cùng cửu vương ra, thì không có một người đạt đến tinh thần cảnh trung cực vị, hiện tại nữ hoàng cùng cửu vương tập thể bế quan liền không ai làm gì được Lăng Hàn. Đây chính là nhược điểm của thế lực chỉ dựa vào một cường giả đẩy lên, một khi vị cường giả này không có mặt, tỉ như đi ra ngoài du lịch, hay bế quan, vậy thế lực này sẽ trở nên vô cùng yếu đuối. Tả tướng đại nhân, thỉnh cầu báo thù cho cha ta. Triệu Luân quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ, lão tử chết, hắn khẳng định thương tâm, nhưng khóc hoa lê đái vũ như thế, có mấy phần chân thực, mấy phần khuếch đại cũng chỉ có hắn tự mình biết. Người xem cuộc vui rất nhiều, nhưng hiện tại mỗi một người đều không phát ra thanh âm nào đây chính là chiến đấu của cấp bậc tinh thần cảnh bọn họ ngay cả tư cách ngắt lời cũng không có đám người lâm do càng cảm khái lúc trước lăng hàn còn là tiểu sư đệ của bọn hắn nhưng bây giờ thì sao bọn họ còn ở sơn hà cảnh đại viên mãn hầu như không có thay đổi nhưng lăng hàn không ngờ đã là tinh thần cảnh đều là cha mẹ sinh tại sao tranh lệch lớn như vậy chứ cái này tả tướng kéo ra âm điệu muốn hắn cùng lăng hàn khai chiến đó là chuyện không thể nào nhưng một vị đại tướng quân chết cái này cũng là chuyện kinh thiên động địa không thể qua loa liền xong lang hàn một tiếng quát rõ ràng chỉ thấy một nữ tử anh tư hiên ngang xuất hiện một thân chiến giáp khoác áo choàng màu đỏ hiển lộ hết anh khí cù thu tuyết đại thống lĩnh cấm vệ quân tả tướng vừa thấy nhất thời hoàn toàn yên tâm từ giá trị võ lực mà nói kỳ thực cù thu tuyết còn muốn vượt qua mình bởi vì người ta nhận trọng trách trấn thủ hoàng cung không chỉ có thể lấy ra càng nhiều quốc thế hơn nữa còn có thể tuyên chuyển hoàng đô đại trận. Cái gì hữu tướng, năm đại tướng, còn không đáng tin đây bằng một nữ nhân. cô đại nhân, lang hàn chắp tay nói, hắn đối với cù thu tuyết vẫn tương đối tôn kính. Cù thu tuyết mặt lạnh nói, hiện tại ngươi đã là tinh thần cảnh, cùng bổn thống lĩnh đứng ngang hàng, ta không dám nhận hai chữ đại nhân. Ta hỏi ngươi, ngươi là đến bản triều diễu võ dương oai sao? lang Hàn lắc đầu nói, ta vô ý diêu võ dương oai, vốn là muốn cầu kiến nữ hoàng bệ hạ, nhưng nữ hoàng bế quan, ta liền ở đây lưu lại một hồi, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Khuôn mặt của Cồ Thu Tuyết hơi nguôi nói, ngươi giết đại tướng của bản triều, việc này quan hệ quá lớn, không thể bỏ qua như vậy, chờ bệ hạ xuất quan tất sẽ có quyết nghị. Được, Lăng Hàn gật đầu, hắn cùng nữ hoàng là gì a, à, lúc trước vì cửu vương, nàng không tiếc chém đại tướng, bây giờ vì tình lang, lại chém một cái thì đã làm sao. Huống hồ, cái này là Lăng Hàn chém, nói đến là Triệu Kiếm Bạch khiêu khích trước chủ động đưa tới cửa. Hai mắt của Triệu Luân âm u, hắn biết muốn mượn đao giết người là không thể, tả tướng căn bản không dám ra tay, mà cù thu tuyết không muốn ra tay. Hắn lặng yên trở ra, trước kia cùng Lăng Hàn kết đại thù, hiện tại chắc sẽ bị Lăng Hàn tính sổ, không chạy lẽ nào chờ chết. chương 1493, lại muốn gài bẫy bổn tướng thượng. Chạy cái gì chứ, chỉ là hắn vừa cất bước, liền nghe âm thanh hờ hững của Lăng Hàn ở bên tai của hắn vang lên, đón lấy, hắn liền bị một bàn tay vô hình nắm chặt kéo đến lang hàn cô thua tuyết trợn mắt người đã giết một đế quốc đại tướng quân lại còn muốn hành hung sao nàng thân là đại thống lĩnh cấm vệ quân không thể làm như không thấy oanh một tiếng nặng hưởng truyền đến chỉ thấy thiên phượng thần nữ bị bổ xuống mà sa cảnh thì ngạo nhiên đứng ở trên không trung dù sao cảnh giới của hắn cao hơn nhiều lại có quốc thế bổ trợ bởi vậy ở trong đối đầu đạt được thượng phong lang sa cảnh vừa định quát mắng nhưng thình lình phát hiện triệu kiếm bạch đã bị cắt thành hai mảnh ta sát hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đây là tả tướng hay cù thu tuyết làm ra đừng nói bọn họ có gan như vậy hay không cũng không có thực lực như vậy a à. chỉ có một người lăng hàn t người trẻ tuổi này lại mạnh như vậy xa cảnh nhìn không thấu tu vi của lăng hàn nhưng hắn vẫn cho là lăng hàn cố ý ẩn giấu mọi người đều là tiểu cực vị vậy cái này tự nhiên là rất dễ dàng làm được nhưng hiện tại đến xem hắn đoán sai hắn nhìn không thấu là bởi vì cảnh giới của lăng hàn còn trên hắn vì lẽ đó đối phương dễ dàng liền giết chết triệu kiếm bạch tốc độ nhanh chóng động tính cực nhỏ ngay cả hắn cũng không có chú ý tới bởi vì thiên phượng thần nữ cho hắn áp lực rất lớn nào dám phân tâm hắn run rẩy lùi bước xa trường huyết chiến là một chuyện hắn giết một vạn người đó là bởi vì hắn biết thực lực của mình đã đặt chân lên đỉnh cao nhất tuyệt không có một người giết được hắn mà không phải hắn thấy chết không sờn trời sinh sát nhân cuồng ma ở trước mặt áp lực tử vong hắn tháo mồ hôi lạnh sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm mối thù giết con ạch hắn không phải là triệu kiếm bạch nhị tử có vài cái a à, sa nguyên chỉ là một người trong đó hơn nữa còn không phải xuất sắc nhất cái này chết thì chết đi không có sao chứ lang hàn nhìn về phía thiên phượng thần nữ thiên phượng thần nữ bắn người lên trên người có vết máu bên mép cũng có nhưng tinh khí thần không có tổn hại nàng có chút oan ức lại có chút quật cường nói ta thua Lăng Hàn lắc đầu nói, ngươi nơi nào thua, nhất định là ngươi nhớ lầm. Hắn nhìn về phía xa cảnh, duỗi ra một tay khác, một tay che trời, ấn về phía xa cảnh. Ngươi là tinh thần cảnh thì đã làm sao, ta chính là bá đạo như thế. Năm ngón tay của cù thu tuyết run rẩy, nôn nóng muốn ra tay, nhưng nhìn một trưởng này của Lăng Hàn không có sát khí, nàng liền mạnh mẽ áp chế. Xa cảnh một thân một mình làm sao có thể chống đối. Bàn tay lớn ấn xuống, hắn trực tiếp bị chân áp đến trên đất, oanh 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 oanh, vô số đạo nguyên lực xung kích, xa cảnh nhất thời bị nổ đến hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Lăng Hàn thu tay lại, cười nói, vợ ngươi xem, hắn không phải bị thương càng nặng hơn ngươi sao, tự nhiên là ngươi thắng. Cái này, ban ngày ban mặt, người đây là trợn tròn mắt nói mỏ a. À. Nhưng Lăng Hàn còn không bỏ qua, nhìn về phía xa cảnh hỏi. Sa huynh, ngươi là bị ai đánh? Hắn trừng mắt lên, lộ ra hung quang. Thời khắc này, hắn đằng đằng sát khí, rất có tư thế một lời không hợp liền chặt người. Xa cảnh cực kỳ oan ức, hai tay siết chặt, dùng thanh âm rất nhỏ nói. Bị nàng đánh, vợ ngươi xem, chính hắn cũng chỉ ngươi là hung thủ. Lăng Hàn nhìn về phía thiên phượng thần nữ, sát khí toàn thân đã tán sạch sành xanh. Chuyện này, chỉ hưu bảo ngựa, bức người hiền lành làm kỹ nữ, đổi trắng thay đen, còn có thiên lý sao? Sắc mặt của mọi người quái lạ, khi nào đại năng tinh thần cảnh lưu lạc tới mức độ như thế, ngay cả người đánh tổn thương mình cũng không dám chỉ lăng hàn cũng quá bá đạo đi nhưng càng nhiều nữ tử thì hai mắt thả kỳ quang đây mới là nam nhân tốt việt thế a ấm đến làm cho các nàng đều muốn gả cho thiên phượng thần nữ không khỏi bật cười cũng có chút ý tứ không tốt ở trên lưng lăng hàn nhẹ nhàng đánh một cái rồi lại tràn ngập hạnh phúc theo người khác lăng hàn đổi trắng thay đen bá đạo thô bạo nhưng dưới cái nhìn của nàng là cử động ôn nhu nhất Chi kỷ nhất sa huynh nhanh đi dưỡng thương đi Lăng Hàn tiện tay rung lên, xa cảnh nhất thời bị hắn ném ra ngoài. Tuy hắn chém xa nguyên, nhưng không hận xa cảnh, chỉ cần đối phương không hùng hổ dọa người, hắn cũng không phải người dây dưa. Lại thêm cù thu tuyết đến rồi, hắn làm sao cũng phải cho chút mặt mũi. Xa cảnh không dám hé răng, quay đầu liền chạy, thời khắc này hắn không phải đại tướng quân gì, hạ thấp cái đầu xuống, thân hình lùn mấy phần A. Triệu Luân sắp sợ vãi tè rồi, ngay cả xa đại tướng quân cũng bị ngược như chó, nhưng dám không dám thả một cái, hơn nữa cụ đại thống lĩnh cũng không lên tiếng, ngầm thừa nhận hành vi của Lăng Hàn. Hắn không muốn chết, hắn muốn báo thù, hắn không thể chết ở chỗ này a à. Triệu Luân, con người của ta xưa nay không ngại cạnh tranh, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác động sát ý với ta, phái người giết ta, lại ỉ vào lúc đó tu vi cao hơn ta mà tự mình động thủ. Lăng Hàn từ tốn nói, hiện tại tu vi của ta cao hơn ngươi, cũng cậy thế bắt nạt ngươi một hồi, ngươi có thể chặn ta ba chiêu, ta tạm tha ngươi một mạng ba chiêu muội muội ngươi a à. triệu luân thầm mắng ngay cả cha hắn cũng không ngăn nổi một kiếm của lăng hàn lại muốn hắn chặn ba chiêu người cái này không phải là không cho ta đường sống sao không sai ta căn bản không có ý định để ngươi sống lăng hàn nói tay nắm chặt lại đùng triệu luân liền bị nắm đến nát tan huyết nhục của nhật nguyệt cảnh ẩn chứa lực lượng to lớn nhưng bị bàn tay lớn của lăng hàn hạn chế không có nửa điểm gợn sóng phát ra triệu luân hình thần câu diệt sắc mặt của hướng thừa duẫn từ trắng đến xanh từ xanh đến đen tựa như tắc kè hoa hiện tại từng người bị lăng hàn thanh toán hắn lại há có thể may mắn thoát khỏi mấu chốt nhất chính là tất cả những thứ này là hắn gây ra a à. nếu như hắn không đòi cái phòng khách chết tiệt kia ai có thể nghĩ tới một cường giả tinh thần cảnh chết một tên bị đánh chạy chối chết ngòi nổ là bởi vì hai tiểu nhân vật sơn hà cảnh muốn cướp một gian phòng khách chứ cái này nói ra cũng không ai tin tưởng tả tướng đại nhân cứu ta cứu ta Chương 1494, lại muốn gài bẫy bổn tướng hạ. Hướng Thừa Duẫn không để ý xương đùi đứt đoạn mất, mạnh mẽ lấy nguyên lực nối lại, đùng 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 chạy đến trước mặt Tả tướng, ầm ầm quỳ xuống, liên tục dập đầu. Tuy Tả tướng chứng kiến một tên cường giả tinh thần cảnh chết đi, nhưng không biết Hướng Thừa Duẫn ở trong chuyện này đóng vai gì, hắn không hiểu ra sao, ở hắn nghĩ, sơn hà cảnh nho nhỏ sao có năng lực đắc tội một vị cường giả tinh thần cảnh. Hắn vung tay nói, "Ngươi trước tiên đến, xảy ra chuyện gì?" Cái này dù sao cũng là con chó hắn chăm sóc, ở trước mặt người ngoài vẫn phải giữ gìn một chút. Hướng Thừa Duẫn nào dám đến, chính không ngừng dập đầu nói. Đại nhân cứu ta, đại nhân cứu ta." Tả tướng cười ha ha, cho rằng Hướng Thừa Duẫn là bị cảnh cường giả tinh thần cảnh chết dọa sợ, hắn đưa tay vỗ vai Hướng Thừa Duẫn, nói: "Không cần sốt sắng, bổn tướng ở đây, người không cần lo." Lăng Hàn cũng cười nói: "Tả tướng thực sự là thương cảm thuộc hạ." Tả tướng làm sao biết tất cả những thứ này đều là hướng thừa xuân gây ra, hắn cũng không thể tin được a, à, còn tưởng rằng Lăng Hàn là tán thưởng mình, nụ cười trên mặt không khỏi càng tăng lên. Trao đổi trước đây, Lăng Hàn dám nói với hắn như thế hắn không chỉ sẽ không cao hứng, ngược lại sẽ giận tím mặt. Người món đồ gì, lại dám khen ta, cho rằng là thủ trưởng của ta sao? Nhưng hiện tại, Lăng Hàn dùng thực lực nói chuyện, Tả tướng nhất thời thụ sủng nhược kinh. Đồng dạng một câu nói, cho dù là tán dương ở trong miệng người khác nhau nói ra, hiệu quả cũng hoàn toàn khác nhau. Ha ha, phải, phải, tả tướng tươi cười rạng rỡ có vẻ vô cùng vui sướng. Lăng Hàn cũng cười, sau đó chậm chậm nói, hướng huynh cũng là can đảm kinh người, trước ta cùng mấy vị huynh trưởng ở trên tử lâu dùng cơm, hướng huynh muốn chúng ta chuyển sang nơi khác, nhường phòng khách cho hắn, sau đó còn muốn vợ ta cùng hắn uống rượu. Phốc, tả tướng nhất thời phun ra ngoài, mặt đều tái rồi. Ta sao 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 muội muội a hắn nhìn về phía hướng thừa duẫn hướng thừa duẫn run cầm cập tựa như bị bệnh lá gan của ngươi cũng đủ béo để đại năng tinh thần cảnh nhường phòng khách còn muốn đại năng tinh thần cảnh tiếp rượu ngươi làm sao không lên trời a à? con mẹ nó vừa nãy bị triệu luân hãm hại một lần hiện tại ngươi cũng gài bẫy ta có thù gì a à? tả tướng tức muốn ngất nhất thời nhắm hướng thừa duẫn đánh một trận cái gì thương cảm thuộc hạ thương cảm cái quỷ a à? sắp gài bẫy mình chết còn thương cảm tại sao không có ai thương cảm hắn một hồi cái trở mặt này nhanh chóng, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Người ở phụ cận đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn tả tướng thẹn quá thành giận không để ý hình tượng mà đánh chó săn của mình, quả thực nhân sinh quan muốn tan vỡ. Đây thực sự là tả tướng sao? Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, hướng thừa ruốn kêu thảm thiết, không nghĩ tới lăng hàn vẫn không ra tay, ngược lại là tả tướng trước tiên muốn mệnh của hắn. Nhưng tả tướng phạm vào một sai lầm lớn, hiện tại đương nhiên phải liều mạng rũ sạch, bằng không nếu để cho lăng hàn hiểu lầm là hắn bao che hướng thừa duẫn cái này còn làm sao sống được thanh âm của hướng thừa duẫn càng ngày càng thấp cuối cùng không còn khí tức bị đánh chết tươi hắn chết không nhắm mắt thực sự là thành cũng tả tướng bại cũng tả tướng a hắn có thể mặt mày rạng rỡ chính là bởi vì ôm bắp đùi của tả tướng nhưng cũng bởi vì ôm bắp đùi này hắn trắng trợn không kiêng rè giã tâm lớn đến lợi hại bằng không cũng không đến nỗi đi trêu chọc lăng hàn kết quả, tả tướng ra tay, đánh hắn chết tươi. Chó săn nhảy như thế nào đi nữa, vậy cũng chỉ là chó săn mà thôi. Ánh mắt mọi người nhìn Lăng Hàn đều tràn ngập kính nể, cường giả như vậy đã ngự trị ở trên tả hữu tướng, bảy đại tướng, người xem ngay cả tả tướng đại nhân cũng bị dọa thành bộ dạng kia. Cửu vương không ra, ai có thể trấn áp Lăng Hàn. Bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù Lăng Hàn lưu đám người lâm do lại, Hàn Huyên với bọn hắn một hồi, nhưng bọn họ mỗi người cực kỳ gò bó nói cũng nói không rõ ràng lăng hàn cũng không miễn cưỡng cho bọn hắn một ít đan dược liền tiễn bọn họ rời đi lăng hàn để mấy người thiên phượng thần nữ trước tiên ở trong khách sạn một hồi chính hắn thì tới xích thiên học viện lấy thực lực hiện tại của lăng hàn nơi này căn bản không ai có thể ngăn trở hắn thậm chí ngay cả tư cách phát hiện hắn cũng không có rất nhanh thì tới tảng thư các từ lão đầu vẫn trước sau như một đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trước đó lăng hàn không nhìn ra từ lão đầu có chỗ nào mạnh mẽ nhưng lần này lăng hàn phát hiện từ lão đầu tuyệt đối là tinh thần cảnh thậm chí là tồn tại đại cực vị đại viên mãn bởi vì hắn nhìn không thấu chỉ là tu vi của lão giả này thật giống như bị phong ấn lộ ra vẻ suy yếu không giống bình thường tiền bối lăng hàn mở miệng ngươi trở về từ lão đầu cũng không mở mắt thật giống như không có tinh thần gì lão đầu tử nghe nói ngươi một kiếm chém giết triệu kiếm bạch sức chiến đấu bước vào tinh thần cảnh đại cực vị Lăng Hàn cười cợt nói, "Vãn Bối đi tới trường Quang Tinh vực, một lần lưu lại chính là chừng 10 năm. Nếu ngươi cũng bước vào tinh thần cảnh, vậy cũng không cần gọi ta tiền bối, lại nói, lão đầu tử ta cũng không phải rất già." Từ lão đầu nói, nhưng hắn rõ ràng nói mình không phải rất già, rồi lại tự xưng lão đầu tử. Lăng Hàn lắc đầu nói, "Ở trong lòng Vãn Bối, tiền bối vĩnh viễn là tiền bối." Từ lão đầu không khỏi cười to, cuối cùng mở mắt ra, gật đầu nói, "Ngươi người này không tệ." lão đầu tử không có nhìn lầm cuối cùng không có nhìn lầm người tiền bối nhìn lầm người rồi sao lang hàn không khỏi hỏi ha ha kia là tự nhiên lão đầu tử ở đây đợi mười mấy vạn năm cũng chỉ điểm rất nhiều tiểu bối nhưng người nào cũng vòng ân phụ nghĩa tu vi thành công lại chưa ai trở về nhìn ta từ lão đầu thở dài lang hàn cười nói sau này tiền bối không cần đợi thêm nữa hắn lấy thái nhất ngọc thủy tâm ra thái thái nhất ngọc thủy tâm từ lão đầu đột nhiên nhảy lên rất khó tưởng tượng, một lão đầu tử bệnh yếu ớt, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mình lại nhảy cao ba thước, để Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc. Từ lão đầu đoạt thái nhất ngọc tùy tâm, một khắc đó tản mát ra khí thế tuyệt đối là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Tiểu tử, người ở chỗ này chờ một đêm, ta có chuyện muốn nói với ngươi. chương 1495, Cố sự của từ lão đầu. Bỏ lại câu nói như vậy, từ lão đầu tiến vào thư các, quái lạ chính là, hắn lại vỗ một cái cửa ngầm, tiến vào phòng dưới đất lăng hàn không có theo vào người ta đã nói muốn hắn ở chỗ này chờ hắn rất tò mò tuy tu tù vi của từ lão đầu bị phong ấn khẳng định là đối thủ của hắn làm nhưng lăng hàn vẫn không hỏi đối với người có ân sao có thể thất lễ một đêm qua đi chỉ thấy từ lão đầu xuất hiện lại trên mặt lộ ra mệt mỏi mãnh liệt nhưng càng nhiều là hưng phấn có một loại vui sướng xuất phát từ nội tâm đến ngồi từ lão đầu để lăng hàn tiến vào thư các chuyển cái ghế cho hắn họ tên của ta là tự nhiên từ lão đầu nói ra thân phận của mình. Tự nhiên, 30 vạn năm trước, thiên tài khai thiên mà đến, vẹn vẹn dùng mấy ngàn năm liền đạt đến nhật nguyệt đại viên mãn. Không đúng, lúc trước tự nhiên khai thiên đến, cũng chính là phá hư cảnh, hiện tại là tinh thần cảnh đại viên mãn, tuổi thọ cao tới 40 triệu năm. Tính toán như thế, tự nhiên đang ở vào thời kỳ sức sống dồi dào, hơn nữa còn kéo dài chỉ ít mấy chục triệu năm, làm sao sẽ già lọng khỏng, một bộ sắp quy thiên như vậy. Chẳng trách trước đó hắn nói mình không già, mới hơn 30 vạn tuổi, so với triệu kiếm bạch, tả tướng không biết trẻ hơn bao nhiêu. Ha ha, sau khi ta bước vào nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, liền rời hợp ninh tinh, khắp nơi rèn luyện, tự mình tăng lên. Tự nhiên nói tiếp, có điều, lúc đó ta cũng không có công pháp của tinh thần cảnh, trước sau bị kẹt ở đạo hạm kia. Qua ba vạn năm sau, ta mới ở trong một di tích cổ được một môn thần công, chính là lục hợp bát hoang công truyền cho ngươi, cũng dựa vào cái này đột phá tinh thần cảnh. Sau đó, ta một đường đều rất thuận, thu được rất nhiều cơ duyên, vẻn vẹn chỉ dùng mười mấy vạn năm liền đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn. Sau đó, ta liền gặp phải tình yêu trong cuộc sống. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ ôn nhu, rơi vào trong ký ức, qua một hồi lâu mới nói: "Chúng ta kết bạn Chu Du Thiên Hạ, khoái hoạt tựa như thần tiên. Nhưng bởi vì sự kiên trì của ta, tiến vào một cổ địa nguy hiểm, kết quả, nàng trúng nguyền rủa, y thuật vô hiệu. Ta lấy lực lượng bổn nguyên của mình kéo dài tính mạng cho nàng, khắp nơi tìm kiếm con đường cứu trị." qua hơn vạn năm, ta mới dò tham gia, chỉ có Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm có thể xua tan nguyền rủa trên người nàng. Nhưng vào lúc ấy, ta cũng suy sụp đến cực hạn, không cách nào vì nàng kéo dài tính mạng. Ta sớm có nghe thấy, trong Hoàng Cung Loạn Tinh Hoàng Triều, có một bảo vật tên là Cửu U Băng Quan, thi thể đặt ở trong đó, có thể vĩnh viễn bất hủ, mà người sống đặt trong đó, thì lại có thể đóng băng thân thể, cho dù bệnh nặng đến đâu cũng có thể khóa lại sinh cơ. Ta liền trở lại hợp ninh tinh, dự định trộm ra món bảo vật kia, kết quả bị nữ hoàng trấn áp. Có điều, nữ hoàng biết được ta tao ngộ, lại cho ta mượn cửu u băng quan, nhưng lại khóa tu vi của ta, không đồng ý ta rời đi. Vì lẽ đó, ta không thể làm gì khác hơn là cầu viện người nơi này, hy vọng sẽ có một ngày có thể mang tới thái nhất ngọc vì tâm cho ta. Hắn nói rất lâu, cuối cùng ngừng lại, lang hàn bừng tỉnh, chẳng trách tự nhiên lẽ ra nên phong nhã hào hoa, hiện tại chưa già đã yếu, cũng khó trách một vị cường giả như thế sẽ ở lại đây, bởi vì hắn căn bản không thể rời đi. Đây quả thật là rất hợp tác phong của loạn tinh nữ hoàng, kiêu ngạo rồi lại có lòng thông cảm. Nàng không có giết tự nhiên cùng thê tử của hắn, trái lại cho mượn cửu u băng quan, cho tự nhiên một tia hy vọng, nhưng ngươi xông vào hoàng cung của ta, còn muốn như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Đương nhiên không được, vì lẽ đó, nữ hoàng đại nhân liền trấn áp tự nhiên ở nơi này, người muốn cứu nữ nhân của mình, vậy nghĩ biện pháp khác đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, hiện tại thê tử của tiền bối khôi phục chưa? Đại thương nguyên khí, nhưng lại trải qua một ít thời gian điều dưỡng, tất nhiên sẽ trở về hình dáng ban đầu. Tự nhiên cười nói, bây giờ tâm tình của hắn rất tốt. Lăng Hàn gật gù nói, chờ nữ hoàng xuất quan, ta sẽ khuyên nàng, để nàng mở ra phong ấn trên người ngươi. Lại nói, hiện tại ngươi không dùng cửu u băng quan nữa, có thể vật quy nguyên chủ. Tự nhiên đương nhiên đại hỉ, nhưng lập tức lắc đầu nói. Vị nữ hoàng này, ha ha, sẽ không dễ dàng nghe người ta khuyên, ngươi không nên đi tới, nếu không có khả năng sẽ bị phong ấn giống ta, nói không chắc còn có thể mất mạng. Lăng Hàn chỉ cười, không nói gì nữa. Kha kha, một ngày kia tự nhiên nhìn thấy mình nắm tay nữ hoàng đại nhân lại đây, không, ôm eo nàng lại đây, tự nhiên có thể nhân sinh quan tan vỡ hay không. Thật chờ mong a, à, cùng tự nhiên nói một chút, vị thiên kiêu này cũng cảm thấy hứng thú với tinh xa vũ viện, nếu đến thời điểm ấy giải phong ấn, hắn sẽ theo Lăng Hàn xuất phát lăng hàn rời hoàng đô thực lực bây giờ của hắn quá mạnh mẽ ở lại hoàng đô ai cũng không thể an tâm đoàn người xuất phát đi tới đại lăng triều quốc không thể một ngày vô chủ hắn rốt cục trở về lăng hàn trở về cả nước sôi trào bởi vì trước phát sinh một lần phản loạn bị lăng hàn máu tanh chấn áp lần này mới qua mười mấy năm đại lăng triều đương nhiên sẽ không có biến hóa gì mỗi người đều ngoan ngoãn dự uy chưa tiêu ngay sau đó hoàng đô truyền đến tin tức người của Đại Lăng Triều đều phấn chấn không tên. Vương của bọn họ, trở thành tinh thần cảnh, nhớ lúc đầu, Lăng Hàn khai thiên mà đến, nhưng lập tức bị quốc gia bốn phía mơ ước, muốn chiếm đoạt Đại Lăng Triều. Cuối cùng, Lăng Hàn không thể không khuất nhục đi tới loạn tinh Hoàng Triều, lấy thân làm con tin, bảo vệ Đại Lăng Triều. Đây là mối nhục của cả quốc gia, nhưng mới đi qua 20 năm, Lăng Hàn liền từ con tin biến thành đại năng cao cao tại thượng, cái này làm cho tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết ai nói bọn họ là tiện dân của tiểu thế giới ai nói bọn họ trời sinh kém người một bậc chúng ta có vương là tinh thần cảnh gâu gâu thạch nhân chạy tới vây lăng hàn xoay quanh hơn nữa còn không phải dùng hai chân chạy mà tứ chi đều nằm bò trên đất cùng chó không có nửa điểm khác nhau ô tiểu hàn tử ngươi làm sao còn nuôi một con chó đá lão nhân sâm kêu quái dị nói ầm um, thạch nhân chỉ có thể lấy lòng lăng hàn nào cho phép lão nhân sâm ngang ngược lập tức đập tới một đấm chương 1496, tặng quan tài. Hù chết xâm ra nhà ngươi, lão nhân xâm vội vã bỏ chạy, hắn am hiểu chạy trốn, chiến đấu không phải là sở trường. Ai bảo ngươi miệng tiện, lang hàn cười ha ha, Thường thạch nhân rất nhiều kỳ thạch, đây là hắc tháp sinh ra, đối với thạch nhân chính là vật đại bổ. Thạch nhân vội vã nâng thạch đầu, trái nhìn nhìn phải một cái, một bộ cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo người khác sẽ cướp, không khỏi khiến người ta cười to. Bọn người thiên phượng thần nữ, Trần Thủy Tĩnh cực kỳ cảm khái, bọn họ có bao nhiêu năm không nhìn thấy hàng thiên đại lục, nhưng hiện tại xuất hiện ở thần giới. Cả nước chúc mừng mấy ngày, một hồi hôn lễ bắt đầu triển khai. Không phải lăng hàn cùng thiên phượng thần nữ, mà là Đinh Bình cùng lệ nhược đồng. Người ta rời nhà trốn đi, cùng Đinh Bình cũng có một đoạn tháng ngày, không thể vẫn không minh bạch đi theo như thế chứ. Bởi vậy, Lăng Hàn vung tay lên, thay đồ đệ làm ra quyết định. Hiện tại Lăng Hàn không phải con tin như trước kia, mà là đại năng tinh thần cảnh, ở hoàng đô chiến một trận, hắn danh chấn thiên hạ, mà theo tin tức bên trụ thiên hoàng triều truyền đến, Lăng Hàn từng chém giết qua tinh thần cảnh đại cực vị, cuối cùng đẩy thanh danh của hắn lên cực hạn. Hiện tại đều có công nhận, thực lực của Lăng Hàn đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn, không phải mấy vị hoàng đế ra tay là không thể chấn áp. Đồ đệ Lăng Hàn đại hôn, ai dám không cho mặt mũi. Đặc biệt là mấy quốc gia quanh thân, lúc trước đều phái người đến bức bách Lăng Hàn quy thuật, hiện tại tự nhiên sợ Lăng Hàn tính sổ, từng cái từng cái dồn dập đưa lên hậu lễ, có càng là quốc chủ đích thân tới, cho Lăng Hàn đủ mặt mũi. Trên thực tế, có thể cho bọn họ tham gia hôn lễ, kỳ thực là Lăng Hàn cho bọn hắn mặt mũi, nếu không, chỉ là nhật nguyệt cảnh cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, mơ mộng quá rồi. Hôn lễ này thậm chí ngay cả chủ thiên hoàng triều cũng kinh động, phái sứ giả đưa tới một quà tặc, nhưng mở ra xem, bên trong là một bộ quan tài rất nhỏ. Cái này đương nhiên không thể là chúc mừng Lăng Hàn thăng quan phát tài, mà là một cảnh cáo. Lúc này Lăng Hàn đuổi sứ giả, nhưng không có đánh nát chiếc quan tài kia, hắn muốn mang theo bên người, ngày sau táng trụ thiên hoàng ở bên trong. Sau đó, Đại Lăng Triều nghênh đón thời kỳ bình tĩnh. Lăng Hàn dự định thừa dịp thời gian này, tăng thực lực của mọi người lên một đoạn dài. Tinh xa vũ viện rất khó tiến vào, bởi vậy, trong mấy đồ đệ của hắn chỉ có Đinh Bình cùng cửu yêu còn có một tia hy vọng, đám người Trần Thủy Tĩnh là đừng nghĩ, hai vị huynh trưởng phỏng chừng cũng không có cơ hội, đáng tiếc Vũ Hoàng vẫn không có động tính, hắn tuyệt đối có tư cách tiến vào. Muốn đi vào tinh xa vũ viện, ít nhất cũng phải tu ra một lần cực cảnh. Lăng Hàn vừa đi khẳng định lại rất nhiều năm, bởi vậy hắn muốn tăng thực lực của Đại Lăng Triều lên, mỗi ngày đều luyện chế đan dược, tăng tu vi của tất cả mọi người. Khang Tu Nguyên, Vân Vĩnh Vọng cũng hỗ trợ, có Lăng Hàn dốc lòng chỉ đạo, hai người ở trên đan đạo tiến bộ rất nhanh, bọn họ vốn là đan sư rất xuất sắc. Nhìn như có gần trăm năm, nhưng với thần linh mà nói, trăm năm thời gian thật không dài. Đinh Bình cùng lệ nhược đồng thành hôn chỉ 3 năm thì có một đứa con gái, vô cùng đáng yêu, để thiên phượng thần nữ nhìn mà mê tít mắt. Lăng Hàn nhân cơ hội, muốn đẩy ngã thiên phượng thần nữ. Nhưng thiên phượng thần nữ vẫn là lần lượt lâm trận lùi bước, để Lăng Hàn vô cùng phiền muộn, người chỉ phụ trách châm lửa, không chịu trách nhiệm dập tắt lửa đó là cái quỷ gì. Có điều, thiên phượng thần nữ cũng một lần so với một lần muốn cự còn xấu hổ, để Lăng Hàn biết, chỉ cần hắn cố gắng một chút, luôn có thể gặm cây cải củ này nam nhân phải vô liêm sỉ một chút, không biết xấu hổ một chút. Hắn thả lỏng tâm tình, không có quá chuyên chú tu luyện, nhưng tu vi tăng lên không chậm chút nào. Bởi vì hắn luyện ra thông thiên huyền nguyên đan, tuy không bá đạo như cuồng giã huyết linh đan, không đạt tới thánh dược cung cấp, nhưng đối với tu vi tăng lên vẫn có trợ giúp rất lớn. Dù như vậy, Lăng Hàn tự nghĩ còn phải mấy trăm năm mới có thể bước vào trung cực vị trung kỳ. Tuy tốc độ này đã rất nhanh, nhưng Lăng Hàn cũng không hài lòng. Quả nhiên, muốn tốc độ tinh tiến, chỉ có đi tìm đại dược chân chính, ăn một cây, cắn một quả liền có thể tăng lên một hai cảnh giới nhỏ. chờ tới tinh xa vũ viện, hắn sẽ lần nữa đi di tích cổ thám hiểm. hiện tại hắn muốn gánh trách nhiệm của một vị hoàng đế. có phải nên truyền vương vị cho người khác không? lang hàn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. một ngày nào đó hắn sẽ đi vào tiên vực, nhưng tiên vực lại không thể khai thiên mà vào. bởi vậy, nhất định phải rời đi. hắn phải sớm vì đại lăng triều tìm kiếm người lãnh đạo thích hợp. lười một chút. Trực tiếp nhập đại lăng triều vào loạn tinh hoàng triều là được, nhưng nữ hoàng đại nhân nhất định sẽ cùng một chỗ tiến vào tiên vực, vẫn phải tìm một người thừa kế. Cô thua tuyết ngược lại không tệ, Lăng Hàn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là chờ nữ hoàng xuất quan, lại cùng với nàng thương lượng một chút. Trong nháy mắt, đã 20 năm trôi qua, với đại bộ phận người mà nói, 20 năm sẽ không có biến hóa chút nào, sẽ không có thêm một sợi tóc bạc, nhưng thời gian lâu như vậy cũng đủ để đề cao một đời người. Con gái Đinh Chi Chi của Đinh Bình cùng Lệ Nhược Đồng đã từ tiểu hài nhi thành đại cô nương xinh đẹp, để Lăng Hàn vui mừng chính là, tuy có lão nhân sâm, con thỏ thậm chí giang xảo linh ảnh hưởng xấu, nhưng Đinh Chi Chi không có bị làm hư, có học có lễ nghĩa, cực kỳ nhàn tĩnh Lúc trước thế hệ trẻ tuổi của Hằng Thiên Đại Lục đã có rất nhiều người thăng cấp thành cha mẹ, biểu ca nhạc khai vũ của Lăng Hàn cũng có đời sau của mình, hơn nữa một hơi cưới ba vợ, đồng thời sinh ba con trai mập mạp, để hắn cùng nhạc trấn sơn vui hỏng rồi cửu yêu cuối cùng bước vào nhật nguyệt cảnh, thực lực càng ngày càng đáng sợ, hơn nữa cũng chỉ phục lăng hàn, cả người sát khí ngút trời, căn bản không người nào dám tới gần, vẫn không có dự định thành ra, để lăng hàn có chút lo lắng. Ngay ở trong thịnh thế này, lại đột nhiên bạo phát một việc lớn, trụ thiên, bích lạc hai đại hoàng triều phân biệt xuất binh, phát động tập kích quy mô lớn về phía loạn tinh hoàng triều. chương 1497, xâm lấn quy mô lớn. Tam đại hoàng triều có rất nhiều nơi lãnh thổ giáp giới, bởi vậy, chiến tranh cũng là sự tình thường như cơm bữa, hàng năm, thậm chí mỗi tháng đều sẽ bạo phát, nhưng quy mô chiến tranh đều rất nhỏ, thậm chí đại bộ phận là võ giả dưới thần cấp làm ẩm ý. Nhưng lần này không giống, hoàn toàn không giống. Hai đại hoàng triều đều có một vị đại năng tinh thần cảnh lĩnh quân, hung hăng giết vào loạn tinh hoàng triều, vẻn vẹn chỉ ba ngày mà thôi, liền công chiếm một đám lớn lãnh địa, hơn nữa, mũi kiếm không ngừng, nhắm thẳng hoàng đô. Nhìn dáng dấp kia, hai đại hoàng triều là muốn nhất cổ tác khí diệt loạn tinh hoàng triều, để hợp ninh tinh lần thứ hai trở lại cục diện hai nước tranh bá. Đây quả thật là một cơ hội cực kỳ tốt, bởi vì loạn tinh nữ hoàng cùng cửu vương đều đang bế quan, cường giả trong triều chỉ có tả hữu tướng, bảy đại tướng cùng cù thu tuyết mà thôi. Hiện tại chỉ còn dư lại sáu đại tướng, sở dĩ đến lúc này mới xuất binh, hiển nhiên là hai đại hoàng triều cũng có kiêng rè, loạn tinh nữ hoàng cùng cửu vương thật đang bế quan hay là giả bế quan. Gần 30 năm trôi qua, bọn họ rốt cục không nhịn được, hung hãn phát động xâm lấn. Chỉ cần chiếm lĩnh toàn cảnh, vậy loạn tinh nữ hoàng xuất quan cũng lấy không ra quốc thế, mà trụ thiên hoàng, bích lạc hoàng không như thế, theo cương vực kéo dài, bọn họ liền có thể đổi khách làm chủ. Lăng Hàn lập tức để mọi người chuẩn bị, dự định đón đánh cường địch, nhưng chỉ sau 3 ngày, lại có tin tức chuyển đến. Hai đại hoàng triều xâm lấn quy mô tiến một bước thăng cấp, từ một tên tinh thần cảnh xuất lĩnh đã biến thành 10 tên tinh thần cảnh xuất lĩnh 10 chi đại quân, hơn nữa, có người nói hai đại thần hoàng cũng ngự giá thân trinh. Sau khi lấy được tin tức này, Lăng Hàn lập tức bỏ đi ý nghĩ xuất quân đón đánh, mà quyết định một thân một mình đi. Đầu tiên, binh lực của Đại Lăng Triều căn bản không đủ để đối kháng cùng hai đại hoàng triều, một khi hai quái vật khổng lồ kia lộ ra ma chảo chân chính, vậy sẽ có ưu thế áp đảo. Chỉ là một chi quân đội, chỉ cần Lăng Hàn chém xuống cường giả tinh thần cảnh xuất quân, dư tử tầm thường, hắn một cái thiên uy là có thể quyết định toàn bộ. Nhưng hiện tại, hai đại thần hoàng đều xuất trinh tuy lăng hàn tự tin sức chiến đấu của hắn hiện tại chỉ có thể chấn áp tinh thần cảnh đại viên mãn sơ kỳ nhưng hai đại thần hoàng không chỉ tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao hơn nữa còn là thiên tài tứ tinh quân đội đẩy mạnh đến đây tương đương với cương vực của bọn họ kéo dài tới đó còn có thể thêm vào quốc thế chuyện này làm sao ngang hàng bởi vậy lúc này lăng hàn không phải đi đả kích người xâm lược mà chỉ bảo vệ loạn tinh nữ hoàng thu nàng vào trong hắc tháp mang đi chỉ cần nàng có thể đột phá vậy sẽ nắm giữ sức chiến đấu cực cảnh nàng chính là người mạnh nhất hợp ninh tinh thậm chí toàn bộ tinh vực trụ thiên bích lạc liên thủ cũng bị nàng một tay chấn áp nhưng hiện tại nhất định phải tránh phong mang lăng hàn cùng thiên phượng thần nữ thương lượng một phen để bọn họ lưu thủ ở đại lăng triều lần này hắn là đi lén lút dẫn người trở về bởi vậy không cần lao sư động chúng lại nói những người khác cũng không giúp được hắn cái gì tuy đám người thiên phượng thần nữ không cam lòng nhưng cũng chỉ có gật đầu bọn họ đi tới cũng chỉ có thể ở trong hắc tháp làm khán giả. Việc này không nên chậm trễ, Lăng Hàn lập tức xuất phát. Hắn hành động thần tốc, rất nhanh liền tiến vào quốc cảnh của loạn tinh Hoàng Triều, theo hắn một đường thâm nhập, hắn cũng được càng nhiều tình báo, tốc độ tiến lên của hai đại Hoàng Triều nhanh đến mức kinh người, mấy ngày ngắn ngủi đã chiếm cứ một nửa giang sơn của loạn tinh Hoàng Triều. Đối sách của tả hữu nhị tướng, sáu đại tướng là toàn diện co rút lại, lui giữ Hoàng Thành. Đây là cử chỉ sáng suốt, bằng không coi như bọn họ đi liều mạng, ai có thể là đối thủ của hai đại thần hoàng. Có điều, cũng chính quyết sách như vậy, dẫn đến quốc thổ luân hãm trở nên càng nhanh hơn. Hiện tại mọi người đều tử thủ ở Hoàng Thành, có đại trận bảo vệ, lại thêm 9 vị cường giả tinh thần cảnh liên thủ chủ trì trận pháp, ngay cả hai vị tinh thần cảnh đại viên mãn cũng chưa chắc đánh được. Mấy ngày sau, Lăng Hàn chạy tới dưới chân Hoàng Thành. Nhanh mở trận pháp, Lăng Hàn ở dưới đầu tường kêu lên, hiện tại hắn là sát tinh 10 phần, Hợp Ninh Tinh tổng cộng mới mấy tinh thần cảnh, nhưng 20 năm trước bị hắn giết chết gần chục người, tự nhiên là hung danh hiền hách. Bởi vậy, rất nhanh có người đi vào thông báo, sau đó có bốn cường giả tinh thần cảnh cùng đến. Cô Cù Thu Tuyết, Tả Hữu tướng còn có, Sa Cảnh, hiện tại đại quân của địch lúc nào cũng có thể đến, vạn nhất người này là gian tế địch chiều, vậy một khi mở trận pháp ra, người này trong ứng ngoài hợp thì như thế nào cho phải? Sa Cảnh nói, con mẹ nó, ta làm sao có khả năng là gian tế? nữ hoàng là vợ của ta a à, lăng hàn thầm nói nhưng quan hệ của hắn cùng loạn tinh nữ hoàng chỉ giới hạn giữa bọn họ những người khác không biết chút nào bởi vì cái này còn dính đến bí mật cửu xa tộc lời ấy của sa cảnh ngược lại cũng không phải hoàn toàn nói xấu vạn nhất lăng hàn thực sự là gian tế thì sao vào lúc này ra một chút xíu sai lầm vậy chính là đầy bàn đều thua hiện tại bọn họ hy vọng trở mình duy nhất chính là loạn tinh nữ hoàng chỉ cần nữ hoàng thành công phá quan mà ra nàng nhất định lợi hại hơn trước đây mà trước đó nàng có thể cùng hai đại thần hoàng ngang hàng, sau khi xuất quan khẳng định là nghiền ép. Đây là mọi người hy vọng, để bọn họ quyết định tử thủ hoàng đô, cũng quyết định bọn họ không thể có một chút xíu sơ sẩy. Ngay cả cổ thu tuyết cũng lộ ra vẻ thận trọng, dù sao Lăng Hàn chỉ là quốc chủ của một nước phụ thuộc, trung tâm có thể bảo đảm sao. Hơn nữa, hiện tại Lăng Hàn quá mạnh mẽ, vạn nhất hắn ý định làm loạn, ai có thể ngăn cản. Lăng Hàn, người là đến giúp đỡ sao? Nàng hỏi, không sai lăng hàn gật đầu thành này có chúng ta trấn thủ có thể bảo đảm không mất cù Thu tuyết nói người ở bên ngoài quan sát mang về một ít tình báo là được chờ bệ hạ xuất quan tự nhiên sẽ luận công ban thưởng lăng hàn không khỏi cười khổ đến giúp đỡ vợ của mình còn bị người hoài nghi chuyện gì a à? nhưng mặc hắn giải thích mấy người cù thua tuyết đều kiên định lắc đầu tuyệt không chịu thả lăng hàn vào thành hiện tại lấy ổn làm chủ tuyệt đối không thể phạm sai lầm Chương 1498 Thành phá. Lăng Hàn không phải không có nghĩ tới xông vào, nhưng thứ nhất có thể đánh tan đại trận hay không là một vấn đề, thứ hai vạn nhất hắn mới vừa đánh tan đại trận, hai hoàng triều vừa vạn giết tới, vậy hắn không phải thật thành gian tế sao? Nếu những người này tràn đầy tự tin, đại trận có thể ngăn trở hai đại thần hoàng, Lăng Hàn cũng chỉ có tin tưởng bọn hắn, ngồi ở trên đỉnh núi phía xa, một khi quân đội của hai đại hoàng triều áp sát, thậm chí đánh vỡ đại trận, vậy hắn sẽ ra tay vợ của mình vậy nói gì cũng phải cứu ra ngày ngày trôi qua vẹn vẹn nửa tháng sau liền thấy tinh kỳ lay động lấy tư thế thập diện mà tới hai đại hoàng triều đã công hãm hết thảy quốc thổ trừ hoàng đô chính thức nguy cấp thời khắc này quốc thế của hai đại hoàng triều cực kỳ cường thịnh mà trên hoàng thành cửu trọng sơn đồ đằng cực kỳ ảm đạm quốc thổ nhân khẩu thực lực tổng hợp của quốc dân đều quyết định quốc thế mạnh yếu người thuận ta sống nghịch ta thì chết trụ thiên hoàng mặc một bộ áo giáp màu vàng óng cụt đã sớm phục sinh, hắn uy phong lẫm lẫm. Còn không mau mau mở cửa thành ra, bằng không, bọn ngươi liền cùng thành này ra đi. Một bên khác, Bích Lạc Hoàng cũng tách mọi người đi ra, hoàng uy cuồn cuộn, không đánh mà thắng chi binh. Cho dù còn có đại trận ngăn cách, nhưng tất cả mọi người trong hoàng đô ngơ ngác biến sắc, cho dù đại năng tinh thần cảnh cũng không ngừng run rẩy. Cái này không phải hai vị tinh thần cảnh đại viên mãn phổ thông, mà là đế vương cao cao tại thượng, nói ra như pháp, cuồn cuộn vô biên còn không mau mau mở cửa thành ra bích lạc hoàng uy nghiêm đáng sợ nói âm thanh cuồn cuộn như lôi trên tường thành chín tinh thần cảnh cùng tồn tại đều không nói một lời rượu mời không uống trụ thiên hoàng cười lạnh một tiếng đưa tay chỉ về phía trước công thành một bên khác bích lạc hoàng cũng phát ra mệnh lệnh tương đồng nhất thời từng chiếc từng chiếc máy bắn đá xuất hiện có tới cao trăm trượng dài cũng có trăm trượng toàn bộ là một quái vật khổng lồ khiến người ta nhìn mà phát khiếp cái này không phải máy bắn đá phổ thông, mà là ấn trận pháp, nắm giữ lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Nhưng đồ chơi này quá to lớn, rất khó thu vào trong không gian linh khí, hơn nữa cực kỳ nặng, phải do cường giả Nhật Nguyệt cảnh tự mình bảo vệ, bằng không lực lượng trầm trọng ép xuống, căn bản không có một con đường có thể chịu đựng được, trực tiếp lún xuống đất. 10 chiếc máy bắn đá xếp hàng ngang, chống lên đạn dược do thần thiết đặc thù làm ra, hình cầu, bán kính có tới 10 trượng, hơn nữa toàn thân dày đặc gai nhọn, nếu như bị đồ chơi này đập một phát, cường giả nhật nguyệt cảnh cũng có thể trực tiếp mất mạng. Nhưng vật này độ chính xác quá thấp, hơn nữa thời gian chuẩn bị lại dài kinh người, đem ra đập người căn bản là không hiện thực, ai thật bị đập chỉ có thể nói vận may quá kém. Chỉ có thể dùng để công thành, bởi vì mục tiêu thành thị lớn, làm sao cũng có thể bắn chúng, hơn nữa thành thị cũng sẽ không mọc chân chạy trốn, liền thành mục tiêu sống. Âm, um, âm, um, âm, um, máy bắn đá bắt đầu phát huy, nếu vũ khí là vì công thành mà làm ra, đương nhiên nắm giữ lực phá hoại mạnh mẽ đối với trận pháp cỡ lớn, một viên đạn pháo rơi xuống liền để ánh sáng bảo hộ ở trên thành thị rung động, lào đà lào đảo. Cường giả trong thành vội vã phát lực bảo vệ, lấy nguyên lực bản thân rót vào, duy trì trận pháp vận chuyển. Bởi vì chiến lược co rút, cường giả nhật nguyệt cảnh ở thành lớn phụ cận Hoàng Đô hầu như ngay lập tức thu được mệnh lệnh, rời tiến vào Hoàng Đô, bởi vậy, hiện tại trong Hoàng Đô cũng là cao thủ như mây. Cường giả nhật nguyệt cảnh lấy vạn tính, giúp đỡ trận pháp vận chuyển tự nhiên là điều chắc chắn ngàn người làm một đội, luân phiên ra trận, hầu như không thể lực kiệt, nếu như chỉ là cường độ như bây giờ. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu, máy bắn đáo oanh loạn, ngay sau đó, lượng lớn binh lính cũng bắt đầu đột kích, phát động tấn công về phía hoàng thành, chỉ cần vượt qua cực hạn chịu đựng của trận pháp, vậy trận pháp dĩ nhiên sẽ phá. Đây chính là nhất lực phá vạn pháp, ta không hiểu trận pháp không quan trọng lắm, chỉ cần lực lượng đủ lớn, quản ngươi cái gì, man lực phá đi. Người của hoàng đô cũng sẽ không ngồi xem dồn dập phát động binh khí thủ thành lấy cung nỗ uy lực mạnh mẽ phản kích nhất thời để người phía dưới tử thương tảng lớn thủ thành dễ dàng công thành khó cái này vốn là chân lý chỉ có điều năng lực cá thể của võ giả quá mạnh mẽ nếu xuất hiện một vị vương giả vô thượng lấy lực lượng một tay liền có thể hạ thành đây chính là một hồi tiêu hao chiến loạn tinh hoàng triều tụ lực lượng một quốc gia tử thủ mà hai đại hoàng triều là cường giả ra hết đội hình càng xa hoa đến chói mắt thực sự là nhiều cao thủ ánh mắt của lăng hàn đảo qua tuy hắn cách xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy lượng lớn cường giả ngoại trừ trụ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng còn có ba tồn tại đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn ánh mắt khép mở như thái dương sơ thăng ánh sáng chói mắt thủ được sao lại có thể thủ bao lâu hắn lẩm bẩm hai đại hoàng triều nâng lực lượng một quốc gia đến hẳn là có niềm tin tất thắng nếu như có thể bị một tòa thành trì ngăn cản bước chân không khỏi cũng quá khinh thường gốc gác của hai đại hoàng triều đi Then chốt là, cần bao lâu mới có thể phá thành. Nếu có thể chống được đến lúc loạn tinh nữ hoàng xuất quan, vậy tất nhiên là phương phòng thủ thắng, ngược lại. Từ đây không còn loạn tinh hoàng chiều nữa. Ai biết loạn tinh nữ hoàng cần bao lâu mới có thể xuất quan, có tin chính xác ngược lại tốt, nhưng hiện tại lại như một hồi thi đấu không có điểm cuối, rất dễ khiến người ta mất đi tự tin, dù sao, bọn họ đối mặt là người mạnh nhất của hai đại hoàng triều A. Âm âm âm, nổ vang liên tục, máy bắn đá không biết mệt mỏi phun ra đạn pháo, mà hai đại hoàng triều cũng không để ý thương vong, không ngày không đêm, luân phiên đầu nhập lượng lớn binh lực công thành, biểu hiện ra quyết tâm mạnh mẽ, nhất định phải hạ thành này. Đến ngày thứ ba, cường giả tinh thần cảnh cũng gia nhập đội hình công kích, bọn họ đứng ngạo nghễ ở trên không, lấy ra lực lượng mạn thiên tinh thần, mỗi một người đều bắt đầu thả đại chiêu. Cái này thật đáng sợ, ở trong chiến đấu, ai dám tiêu tốn thời gian mấy hơi thở đi thả một đại chiêu. Đừng nói mấy hơi thở, một cái chớp mắt cũng có thể bị đánh giết, nhưng ở đây, ai cũng không quấy dày được, tùy tiện xúc lực. chương 1499, phá vòng vây giết vào. Âm, um, âm, um, âm, um, cường giả tinh thần cảnh có thể xúc động tinh thần chi lực, lấy ra lực lượng vô cùng cường đại, từng viên thiên thạch xuất hiện, lửa thiêu đốt, như hỏa vũ đập xuống, rõ ràng che đậy cả thái dương. Người trong điểm tinh thành đều tê cả ra đầu, người nhát gan trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, làm sao cũng bỏ không lên, ngay cả đại năng tinh thần cảnh như cù thu tuyết cũng sắc mặt nghiêm nghị, có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Đại trận, chặn được sao, thiên thạch đập xuống, đại trận run rẩy dữ dội, quang thuẫn như sóng nước lay động. Tránh ra, chín tinh thần cảnh vội vàng đánh bay người duy trì trận pháp, bọn họ tự mình chủ trì, lực lượng cuồn cuộn không ngừng gia trì, trận pháp cuối cùng ổn định lại. Nhưng như vậy không được, số lượng cường giả tinh thần cảnh của hai đại hoàng triều gộp lại gần trăm, nhưng bọn họ chỉ có chín người, đối phương có thể luân phiên nghỉ ngơi, nếu như bọn họ trước sau đều muốn duy trì trận pháp, một năm, năm năm, mười năm, luôn có thời điểm lực kiệt nhất định phải cắt lượt chín tinh thần cảnh thay phiên ra trận mỗi người đều kiên trì một ngày mặt khác lại phối hợp mấy nhật nguyệt cảnh phụ tá miến cưỡng vẫn là có thể bảo vệ trận pháp hiện tại tình thế ổn định lại lang hàn cũng thoáng yên tâm một lần nữa ngồi xuống nhưng mà vẻn vẹn chỉ qua 5 ngày tình thế kịch biến trận pháp của điểm tinh thành đột nhiên biến mất rồi không phải là bị đánh tan mà tự mình biến mất thật giống như Người ở trong thành chủ động đóng trận pháp, chuyện gì thế này, tự tìm đường chết sao, chuyện gì thế này, làm sao đại trận đột nhiên đóng cửa, trời ạ, à, lần này làm sao bây giờ. Trong thành nhất thời loạn tùng phèo, đại trận đóng lại, còn làm sao chống đối hai đại hoàng triều xâm lấn. Xong đời, xong đời, ha ha, toàn thành viên xuất kích, hạ thành này. trụ thiên hoàng cười to, hắn rút kiếm ra, nhắm thẳng về phía trước. Lăng hàn nhíu chặt lông mày, hắn cũng hoàn toàn không rõ. Tại sao đại trận đột nhiên mất đi hiệu lực, nhưng hắn không chút do dự lao ra, giết về phía điểm tinh thành. Lăng Hàn giết ra, ai dám ngăn trở hắn cứu vợ, vậy liền chết. Giết, 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 hắn sát khí như sôi, như một vị ma thần, bởi vì là từ bên ngoài giết vào trong thành, lúc mới bắt đầu những người khác còn tưởng rằng hắn là người phe mình, nhưng rất nhanh có người nhìn ra không đúng, đây cũng quá xa lạ đi. Thần cảnh trở lên, chỉ nhớ mỗi người đều tốt đến thái quá, huống chi Biết lạc hoàng triều chỉ có mấy vạn Nhật Nguyệt cảnh, làm sao cũng không có người này a. À. Mọi người nào dám đoán lang Hàn là cường giả tinh thần cảnh, tuy tốc độ của hắn nhanh đến mức thái quá. Ngươi là người phương nào? Trong một tiếng hừ lạnh, có người ngăn cản, Lang Hàn căn bản chẳng muốn phí lời, hắn chuyên tâm chạy đi, vô ý lãng phí thời gian, bởi vậy tuy đằng đằng sát khí, nhưng từ đầu đến cuối không có ra tay hại người, nhưng hiện tại bị người ngăn cản, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hắn vung tay lên, đùng người này nhất thời bị chấn nát tan, mưa máu bay tán loạn, thân hình lăng hàn thoát ra, hầu như không có dừng lại. Chỉ là bởi vậy, hắn tự nhiên thành mục tiêu công kích, khó biết điều đi tới được nữa. Có gian tế, bắt hắn, giết, nhất thời thì có mười mấy người giết tới, đều là cấp bậc nhật nguyệt cảnh, tinh thần cảnh đều tỏa chấn ở trên bầu trời, tự nhiên không thể vừa xuất hiện kẻ địch liền kinh động nhân vật như vậy. Lăng hàn cũng lười ra tay. Ngược lại thể phách của hắn sắp có thể sánh ngang thần thiết cấp 12, coi như là bị một ước nhật nguyệt cảnh oanh kích thì đã làm sao. Hắn chỉ vận chuyển ra khí thức của tinh thần cảnh, ép sát mặt đất đi nhanh. Đi không chung, liền bị tinh thần cảnh đánh lén, so sánh với đó, tự nhiên là mặt đất càng nhanh hơn. Phải biết, Bích Lạc Hoàng Triều không phải là tân quốc như loạn tinh Hoàng Triều, cường giả trong nước có phân bố rõ ràng, trong tinh thần cảnh vừa có tiểu cực vị, đại viên mãn, cũng có chung cực vị cùng đại cực vị. Bởi vậy, chỉ cần Lăng Hàn bị tinh thần cảnh đại cực vị nhìn chăm chăm, không nói có thể ngăn trở hắn, chỉ ít cũng sẽ để hắn tiến lên gian nan. Oanh 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 oanh, lăng hàn hóa thành một mũi tên, từ trong đám người xuyên ra, mà khí tức lay động, nhật nguyệt cảnh sông lên toàn bộ xứng người, sau đó trong nháy mắt bị đánh bay, hóa thành mưa máu. Ở trên chiến trường, lăng hàn ra tay vô tình, thể hiện ra một mặt thiết huyết. Không được, cái này không phải nhật nguyệt cảnh, mà là đại năng tinh thần cảnh. Xa xa có người kinh ngạc thốt lên, nhanh thông báo các vị đại năng, kinh ngạc thốt lên liên tục, rất nhanh tinh thần cảnh tỏa chấn ở giữa bầu trời cũng phát hiện dị thường dồn dập nhìn chằm chằm lăng hàn thật là to gan lại dám mai phục ở phía sau chúng ta càng giết tướng sĩ triều ta muốn chết có tinh thần cảnh ra tay xa hơn 10 dặm cách không một trường xúc động tinh thần chi lực hô một bàn tay nguyên lực xuất hiện ở trước mặt lăng hàn lăng hàn không né không tránh ngay cả thế đi cũng liên tục đâm về phía bàn tay lớn kia oanh thân hình của hắn mạnh mẽ từ trong bàn tay lớn đụng ra một đường tuyệt trần, mà bàn tay lớn tự nhiên vỡ ra một lỗ thủng lớn, giữa bầu trời, tên đại năng tinh thần cảnh kia kêu rên, trong tay phải thình lình có thêm một lỗ máu. Mặc dù Lăng Hàn đánh vỡ là bàn tay nguyên lực, nhưng dưới khí thế dẫn dắt, bản thân hắn vẫn chịu thương nhẹ. Hắn không khỏi ngơ ngác, bởi vì hắn rõ ràng biết, Lăng Hàn căn bản không có ra tay, chỉ va chạm mà thôi, nhưng sản sinh ra lực xung kích liền phá bàn tay nguyên lực của hắn, thậm chí tai vạ tới bản thân hắn. Đây là cái thể phách gì a? À? quả thực chính là một thần binh hình người không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn có đại năng tinh thần cảnh lãnh khốc nói nhất thời binh sĩ phía dưới kết trận muốn hợp lực lượng mọi người ngăn lăng hàn oanh lăng hàn đâm đến nhất thời đoàn người như thiên nữ tán hoa căn bản không ngăn được bước tiến đi tới của hắn thậm chí đám người bị đánh bay lên không trung liền vỡ tan mặc kệ ngươi là sơn hà cảnh hay nhật nguyệt cảnh căn bản không có tư cách ngăn cản lần này các đại năng tinh thần cảnh đều biến sắc khó mà tin nổi, nhật nguyệt cảnh kết trận, không chỉ có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn, càng mấu chốt là, có thể chia sẻ lực lượng, để nhật nguyệt cảnh cũng nắm giữ tư cách ngang hàng tinh thần cảnh. Đương nhiên, điều này cũng chỉ ở trong chiến trường mới được, nếu không không đủ số lượng, liên thủ cũng toi công.